Alo, vâng ạ, sau đó tất cả quý vị khán giả chúng ta đang có mặt ở trên fanpage của game thủ Hoàng Mai Nhi và đến với kèo đấu 4v4 của buổi chiều ngày hôm nay. Cuộc đối đầu giữa các game thủ của Liên Quân Vét và Liên Quân Pao, chính xác là Liên Quân Ego. Và bên này và phía bên chúng ta đó là sự góp mặt của bộ ba Hà Nam, Hòa Mai Nhi, Cam Quýt, Xi Măng và cộng thêm game thủ Tú Ti. Phía bên kia đó là Liên Quân Thái Bình cộng Sài Gòn, Hồng Anh, Chín Đích Công, Tú Xuất và game thủ Sang Club. Và đó là đội hình ra quân của cả hai bên ở trong buổi chiều ngày hôm nay. Và chúc tất cả quý vị khán giả chúng ta có một buổi theo dõi kèo vui vẻ và một tuần mới làm việc tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Rất mong là quý vị khán giả chúng ta hãy ủng hộ cho các game thủ những nút like và những nút chia sẻ em nhé. Kèo đấu chuẩn bị xúc rồi. Các game thủ đang test tay, test máy chờ các kỹ thuật viên họ set up. Kèo đấu chúng ta sẽ diễn ra ngay sau đây thôi. Bây giờ ấy là max thì chỉ cao su được cái tầm khoảng 5 phút đồng hồ thôi. Thank you.
Và như vậy là vừa rồi cả hai bên đều tạo mạng, như vậy là chúng ta quyết định là vào mạng của phía bên Liên Quân Ego. Và bây giờ chúng ta cũng đến với màn hình máy quay quân và đến với quân ở trong trận thi đấu đầu tiên thôi. Vâng, như vậy là chúng ta sẽ đến với kèo đấu này ngay và luôn thôi. Bên kia họ là người tạo mạng và họ sẽ là ở team 1. Phía bên chúng ta là người vào, chúng ta ở team bên team 2. Và mời anh em chúng ta đến với quân ở trong trận thi đấu đầu tiên. Quay đi anh em ơi. Vâng, phía bên chúng ta nháy. Vâng, Rome Heat Egypt AC. Bên kia đội bạn là Kata cho Son Baby. Và như vậy là quân ở trong trận thi đấu đầu tiên của chúng ta được coi là lợi thế hơn rồi. Phía bên chúng ta là Rome. Vâng, Rome Heat Egypt AC. Rất tuyển. Vâng, rất tuyển. Trong khi đó bên kia các bạn chỉ là Kata, là cho Son, vâng, là Babi, và có một con IA nữa. Về lý thuyết thì bên kia các bạn có thể đánh cái thế 3 chém 1 cung, hoặc cũng có thể là có con Yamato đánh cung A. Như vậy là phía chúng ta Hoàng Mai Nhi là người lấy màu 5 và màu 1. Tiếp theo đó là game thủ Simang. Vâng, Simang, Tuti và Cam Quýt. Vâng, phía kia là Hồng Anh này, Sang Club. Yes. Vâng, Sang Club và Công 9X. Và cuối cùng đó là game thủ Tú Xuất. Vâng, máy Hồng Anh bị lỗi lập mạng á. Sao lại thế nhỉ? Em thấy ổn mà. Sao lại thế nhỉ? Vâng, chưa hiểu lắm. Vâng, vẫn chưa hiểu lắm. Yes. Và như vậy là đội bạn đổi người lập mạng. Quân thì vẫn thế thôi. Vâng, quân thì vẫn thế bởi vì chúng ta quay quân rồi. Quân này thì không ai quay lại cả. Và cứ thứ tự theo màu là được. Và cứ thứ tự theo màu là được. Không sao cả. Và không sao, không sao, không vấn đề gì hết. Và các game thủ chúng ta đồng ý là ok. Như vậy là đổi vị trí người lập mạng. Game thủ Tú Xuất là người lập mạng và lấy màu 1, lấy màu 5. Rồi còn Hồng Anh là người sẽ chuyển về vị trí của màu 4 và màu 8. Và quý vị khán giả, anh em check giúp em xem tiếng game nó nghe và tiếng bình luận nghe đã vừa tai anh em chưa nhá. Tỷ lệ tiếng bình luận và tiếng game nó ổn chưa? Và đây là trận thi đấu đầu tiên của kèo đấu này. Như vậy đây là màn hình máy của game thủ xi măng. Không, đấy là màu 6, đó là game thủ đúng không? Xi măng đây. Đây là xi măng người cầm Hitty. À, như vậy là cái vị trí chúng ta có thể thấy rồi. Thôi em. Và chúng ta đã có thể thấy vị trí của các game thủ ở trong trận thi đấu đầu tiên này. Vâng. Đây là màn hình máy của người cầm Egypt. Đây là Roman. Đây là AC. Vâng, vị trí như này tôi nghĩ là ổn. Vâng, em nghĩ là ổn ở trong trận thi đấu đầu tiên này. Anh em mà check giúp em xem tiếng game và tiếng bình luận ổn nhé. Nếu mà anh em thấy ổn rồi gõ số 1 ở trên khung chat giúp em với. Và cũng rất mong là quý vị khán giả chúng ta có thể dành tay thì ủng hộ cho game thủ Hoàng Mai Nhi cũng như là game thủ Xi Măng. Vâng, kèo đấu đang được phát ở trên page của game thủ Xi Măng với V Mưa đang bình luận. Còn em bình luận ở trên page của game thủ Hoàng Mai Nhi. Trận thi đấu đầu tiên, quân như này sắp xếp ổn rồi không?
Và bộ ba của Hà Nam thì vẫn là như vậy. Và bộ ba và mình cầm Quýt Xi Măng. Và ngày hôm nay chúng ta có thêm một tay chém Tuti nữa. Tuti thì anh cầm chủ lực thì không thực sự là quá mắc. Vâng, quá mắc, nhưng anh cầm chém thì rất ok. Và cái khả năng ép đời của game thủ Tuti thì anh em có thể thấy rồi. Trong cái giải thì đấu vừa rồi, giải đấu BU Cup, và em vẫn nhớ là đánh đánh 9 trận. Đánh 9 trận thì đến 7 trận anh kích cuối 9 đầu 10. Và ép đời thực sự là rất ổn định và gian. Vâng, chào anh Khả Kiên nhé. Chào tất cả anh em. Chào Tuấn Nubu. Hôm qua đây Hồng Anh có một trận cầm Yamato và đánh 3L từ đầu. Vâng, kéo qua 22. Vẫn nhớ cái trận đó Hồng Anh cầm Yamato chém thẳng 3L từ đầu luôn. Với lớp này có 4-5 con lạc đà sang, thấy Hồng Anh có 12 con ngựa chém, nhìn phát khiếp. Nhưng mà trận đó đội bạn vẫn thua. Và hello Nguyễn Đức Tâm nhá, chào anh Vinh Thắng. Chúng ta vẫn đang theo dõi màn hình máy của game thủ Tuti. Đây là một mỏ quả nữa, bài là một bài cơ bản dành cho game thủ Tuti. Một bài cơ bản. Và các bạn có thấy không? 25 dân vẫn 740 mấy. Vâng, 745. Đời vẫn là rất sát. Tuti dường như anh luôn luôn có trong mình một cái gì đó người ta gọi là cái bản năng của một sát thủ. Tuti cầm chém. Đây là Assyria. Như vậy ngày hôm nay kèo đấu này thì Cam Quýt và Hoàng Mai Nhi là hai người lấy chủ lực. Và chúng ta đã có thể biết rằng là Cam Quýt đang làm một điều gì đó rồi. Em là người ngồi ở phía bên ngoài. Và ngồi ở phía bên ngoài thế nên là không dám nói to về cái vấn đề bài vở cũng như là những cái tên mà đội bạn cũng như chúng ta. Vâng, làm những cái gì công việc nhiều đi dâng lơ hay là đi dâng ga. Đây là Roma. Và anh Vinh Thắng à, em thì biết đánh chế nhưng mà em đánh không hay thôi. Em đánh hơi gà. Em đánh gà lắm. Em có phải, nếu mà bài đẹp đẹp thì em phải tầm kích 11. 11, ngoài 11 mới có thể kích được đời. Nhầm quân đấy ạ, không em nghĩ là không nhầm đâu. Vâng, em thủ Hồng Anh là người đổi rồi. Ban đầu là Hồng Anh lấy màu 1 nhưng mà cái máy của Hồng Anh lập mạng nó bị lỗi. Thế là đổi cho Tú Xuất là người lập mạng. Xếp thang điểm 10 ở 360 thì điểm mấy? Chắc em tầm 3-4 điểm rồi. Em đánh gà mà. Tức là lâu không đánh nữa thì càng gà. Ôi, chúng ta quay trở lại với trận đấu này đã. Đây là màn hình máy của game thủ cầm Roma và đang đối đầu với màu 3 phía bên kia. Đó là game thủ bằng Công 9X. Công 9X là người cầm Babylon. Cung duy nhất phía bên đối phương thì phải. Dường như đây là cung duy nhất phía bên đối bạn. Và bên kia đội bạn chưa nhảy đời. Trong khi đó chúng ta vẫn đang chọc giò. Con ngựa giò là cung giáp đầy đủ. Con tê ra thủ dành cho game thủ 9 đích công. Đổi máy tiếp nào. Đây là màn hình máy Egypt của game thủ vàng Tuti. Và Tuti đang gặp không được rồi. Và anh đang gặp ngầu 4. Đó là game thủ ngoài người cầm Yamato.
Vào đây ơi, vâng, đây. Làm thêm vài bé, vâng, vài bé dân nữa của Hồng Anh. Hồng Anh chắc đang bận chọc ai đấy à? Hồng Anh đang bận làm gì đó mà dân không để ý nhỉ? Ưng quá nhỉ? Vâng, đây là lý do. Vâng, đây là lý do tại sao mà Hồng Anh lại không để ý trong tình huống vừa rồi. Như vậy là Hồng Anh đang là người chém vào những con nông dân của game thủ cầm Quýt. Và đây là màn hình máy của game thủ cầm Hitty. Hitty chúng ta sẽ theo dõi sau. Nhưng mà Hitty bằng cái vị trí sắp xếp của chúng ta là mất tinh rồi. Cầm Quýt không khỏe. Và bị màu 2 sang club là người cầm cho son dâng L lên. Chúng ta nhốt được nhà BL của đối phương. Nhưng mà mới chỉ là nhốt được một con ngựa chém thôi. Dường như là đội bạn có thêm một chiếc nhà BL nữa. Đây là 31. Và mình đi bỏ qua nhà của game thủ cầm màu 3 công 9x và đang lao thẳng vào. Vâng, đang lao thẳng vào phía bên trong cánh. Đó là màu 1, game thủ tú xuất người cầm K3. Vâng, như vậy là hai con phù thủy của chúng ta bị đội bạn chém chết. Hơi đáng tiếc, hơi đen đấy. Và có quân gia thủ, hơi đáng tiếc là bị chết mất hai con phù. Tuti tình hình sao rồi? Và Tuti bên này đối đầu với màu 2 đầu cánh, dường như là màu 4 là người đi dâng lở. Không biết có phải không? Vừa nãy thì thấy chém dân của màu 4 rồi. Bây giờ có lẽ rằng là đối đầu với con cho son thì cứ hôn mã kẹp với phù thủy thôi. Hôn mã kẹp với phù thủy thì con cho son thì tắt nắng luôn. Không có cửa gì để có thể thi đấu với cả con Egypt gì cả. Bên này là cánh mà có cả IA, có cả cho son thì game thủ Tuti rất dễ đánh với con Egypt đánh chém của mình. Cứ buôn nhiều phù ra. Tham mai của chúng ta đang là người đè. Đây là màn hình máy của game thủ Hoàng Mai Nhi. Anh vẫn đang đứng thủ rồi. Vẫn đang đứng thủ khi mà bên này màu 1 là người đang áp lực lên. Họ là người đi dâng L chém cho game thủ cầm màu 3 để màu 3 đánh cung. Vâng, ở phía đi tấn công thì vẫn có vâng hai con ngựa giò, chắc có lẽ phù được của đối phương một con. Hai con ngựa giò và một con ngựa chém vẫn đang truy đuổi giống những con nông dân của người cầm ca tha. Vâng, còn đây là 26 đến từ game thủ Cam Quýt. Yamato bên kia nó không dám vào nhà của người cầm Egypt. Và Cam Quýt thì đang bị vâng Hồng Anh chăm sóc là rất kỹ. Hồng Anh đang chăm sóc AC thì là tương đối kỹ, nhưng Cam Quýt vẫn đang tụ cho mình được khoảng hơn chục con cung rò. Nhưng mà tham lai này tham lai không thể to được. Còn phía bên trong cánh thì đây là một cái thế mà không ai động vào nhà của game thủ cầm Hitty cả. Và cái thế nhà của cầm Hitty lại là mắc của mắc nữa. Thế trận ở trong trận đấu đầu tiên này của chúng ta đang là rất ưu rồi. Thực sự đang là rất ưu. Vâng, cực kỳ ưu. Đây là game thủ Hoàng Mai Nhi. Đầu cánh tham lai của anh vẫn đang là 40. Tham lai cực to, vẫn có hai con ngựa giò và một con ngựa chém đi quản dân của màu 1. Và tú xuất lòng lề ăn hoàng ngay phía trước nhà của màu 3. Rất tự tin dành cho đối phương. Nhưng mà thế trận này đang là một thế trận thắng dành cho chúng ta rồi. Thế trận này là một thế trận thắng. Như vậy là màu 4 ở đầu cánh chứ không phải là màu 2. Yamato của game thủ Hồng Anh là người đầu cánh đánh chém. Và họ cứ đánh chém như thế này thì game thủ Tuti cứ hỗn mã kẹp với phù thủy thôi. Tham ai càng đánh nó lại tự càng đè. Và các bạn có thể thấy rồi, phù thủy người ta vâng đang ra thì nó phong tỏa luôn khu vực nhà BL của game thủ Hồng Anh. Bây giờ Hồng Anh mà chớm ra con ngựa chém nào cái là các cụ thổi ngay. Vâng, các cụ ấy là hô vâng hô biến ngay. Vâng, thế trận này đang là một thế trận rất ưu rồi. Cam Quýt đang về nhà của Tuti hồi. Vâng, bên này thì Hitty lên 4 là xong. Vâng, Hitty lên 4 là xong rồi. Thế trận quá dễ đánh dành cho chúng ta. Bên kia cung của đội bạn chỉ là con cung Babylon thôi. Vâng, con cung bẩn, con cung rách của Babylon thôi. Máy nó đang hơi giật. Đây là màn hình máy của game thủ Cam Quýt. Quýt bây giờ chỉ là loang quang và đi hồi. Hoàng Mai Nhi bên này vẫn đang là 40-48. Quân chúng ta là dễ đánh. Đồng đội game thủ cầm Hitty ra đây bảo kê một chút là xong thôi. Vâng, Xi Măng sẽ là người lên thẳng 4. À, đi đánh nhau gì cả, sướng thật. Đánh một trận thi đấu mà chỉ ở nhà ấy là ăn phát triển mà lên 4. Bên này thì game thủ Tuti cũng đang rất khỏe. Hai đầu cánh của chúng ta khỏe. Vâng, khổ mỗi ông Cam Quýt trận này. Khi mà Cam Quýt thì là bị hai nhà chém ở cánh bên này họ lao vào họ vụt. Khi mà nhà của game thủ Tuti thủ quá nhiều phù. Máy nó đang hơi giật một chút. Không có lỗi gì dành cho chúng ta ở trận này cả. Đội bạn bây giờ làm thế nào đây? Vâng, bên kia đội bạn sẽ làm thế nào nhỉ? Đi ốp. Vâng, đi ốp thì tôi nghĩ cũng khó. Bởi vì là bây giờ tầm này Hoàng Mai Nhi còn vẫn tham ma là 4 xuyệt. Vẫn chưa qua được nhà Hoàng Mai Nhi thì làm sao mà có thể vào trong để có thể ốp được nhà chủ lực của chúng ta. Bên này thì Tuti tham ma là 62. Vâng, hôn ma kẹp phù thủy. Không có cửa dành cho đối phương. Vâng.
dòng cả phù đến đây, phù Egypt các bạn có thể thấy. Bên kia đội bạn chả nhìn thấy con phù thủy của chúng ta nó ở vị trí nào rồi, nhưng mà ấy là chém cứ mất màu thôi. Vâng, chém cứ mất màu. Nếu đánh đời 4 chúng ta có hit của Egypt, có Roman. Chỉ gần 3 con này thi đấu ở đời 4 thôi là bên kia đội bạn đã phải nằm rồi. Bên kia đội bạn còn kể cả có voi thần của Kata chẳng nữa cũng không ăn thua. Bên kia đội bạn phải là có hot thần của IA, BB của cho son và có voi của vòng voi của Kata. Về lý thuyết như thế là cũng khỏe đấy chứ không phải yếu đâu. Bên này chúng ta có lẽ là cam quýt xin lỗi, game thủ xi măng lên 4 xong và lên thẳng hot thần luôn. Vâng, lên thẳng hot thần luôn, xong 1-2 turn hot và lên thẳng hot thần luôn. Đồng đội rất nhiều đồ, phải nói là hai đầu cánh rất khỏe, đồng đội sẽ là rất nhiều đồ và một cái thế cực kỳ dễ đánh, nhưng mà không hiểu sao máy nó đang hơi bị giật. Có lẽ nó cần phải kiểm tra lại mấy cái máy của các game thủ. Các game thủ đánh thì không bị giật đâu, nhưng mà view như thế này nó lại bị giật. Bên kia biết là ông nào lên 4, ông anh lên 4 à? 4 thì gặp Nity thì nó cũng chả xoắn gì cả. Vâng, nếu mà đánh đời 4 thì chúng ta có thêm cả con Egypt nữa cũng khỏe cơ. Và quay trở lại với chủ lực xi măng thôi. Đồng đội của chúng ta sẽ là người rót đồ để cho Hitty của chúng ta lên thẳng hot thần. Bên kia thì tôi mới là cái cơ bản là cái máy soi tham nó hơi bị giật. Lại chả biết, chả để ý. Bên kia tôi chỉ biết là có thêm một nhà nữa lên 4 thôi. Chưa biết là ông nào. Rồi đồng đội cứ bơm cho Hitty lên thẳng hot thần là xong rồi. Nhận rất nhiều đồ để có thể lên thẳng hot thần luôn. Vâng, bên kia đội bạn vẫn đang thấy cười nói vui vẻ. Vâng, đang cười nói vui vẻ. Ui, Hồng Anh lên cái 4 với cái tham này bé như con dĩn thế kia nữa thì đánh đấm cay gì. Vâng, lên cho nó có hình thức thì cho nó đẹp mắt thôi. Chứ thực sự cái con, vâng, cái con Yamato đánh chém lên đời 4 đánh với con Hitty to khỏe ở nhà, nhà chả mất một cái cọng lông nào cả thì khó đánh. Bên này thì chúng ta cũng phải lên thẳng hot thần được. Tỷ số là 1-0 ở trong trận đấu đầu tiên. Quân đẹp hơn. Vâng, quân đẹp hơn và dễ đánh hơn. Chúng ta không để xảy ra bất cứ một cái sai lầm nào ở trong trận đấu này cả. Và 1-0. Chúng ta cũng chờ đợi để đến với trận đấu thứ hai sau một vài phút nghỉ ngơi. Yes. Và chúng ta sẽ đến với trận thi đấu tiếp theo rồi, trận thi đấu thứ hai. Đây là màn hình máy quay quân. Quay thôi. No. Và chúng ta vẫn ở team 2 và cho son Maxe, cho son AC. Và mình kia đội bạn cho son AC, AC sen. Và lần này thì quân bên đội bạn là đẹp hơn. Yes. No. Alamaz.
Trận thi đấu thứ hai quân bên đội bạn lại là rất đẹp và cho Son AC AC Sen. Chúng ta có con Mark C, liệu rằng con Mark C ở trong trận thi đấu này nó có làm nên được cái một cái kỳ tích gì đó hay không. Và màu 7 Tuti cầm cho Son và màu quả đang là thực sự vãi lều, đang thực sự là rất xấu, cực kỳ xấu luôn. Và bỏ màu quả có cây chen đá lá chen hoa, bàn thì càng thật. Ở đây là cho Son tiếp theo, đây là Assyria thủ xong. Vâng, và đây là Macedonia. Vào chân quân này tôi nghĩ là bên kia đội bạn sẽ có một người đi dâng Nga lên đội bạn bắn. Vâng, vừa để có thể chống y Mark, vừa có thể bắn phù và cho Son cho siếc gì đấy nữa. Vâng, trận trước quân của chúng ta sẽ đánh bao nhiêu thì trận này lại ngược lại, khó đánh bấy nhiêu. Bên kia đội bạn cực kỳ sẽ là dễ đánh. Tôi thì đang dự đoán rằng bên kia đội bạn sẽ có một người đi vâng, đi dâng Nga lên để có thể bắn. Một con AC bên đội bạn sẽ đi dâng lên. Vâng, dâng lên vừa chống được Mark C, sau đó là bắn được các cái nhà bo nhỏ của chó Son. Chúng ta có một con AC để ra bố đầu cánh, còn đâu nữa. Tương đối khó khăn. Bài đi dâng lò. Vòng màu 7 Tuti cũng đang là người đi dâng lên. Dâng tất lên mà chém. Vâng, dâng tất lên mà chém.
Bên kia đội bạn lên đời cũng là sớm cơ, chứ cũng không phải là muộn. Nó phải làm cái map đấu mà bên kia đội bạn lên đời muộn đều cơ và mới dễ đánh. Đây là BM. Vâng. Bài kích sang dưới ngoài 11-30 thế này thì khó chém. Sự khó chém Tuti bài kích 12 quả đầu à, ăn được có 3 cây. Bây giờ vẫn đang gặm quả đầu. Khê, một map đấu lại còn khê nữa. Quân đã khó đánh hơn rồi lại mà bài vờ lại còn khê. Khập. Vâng, chính xác là phải nói là từ khập. Rất khập. Campui thì có cho mình một cái hốc. Bên kia AC màu 2 là người đánh chém. AC sang club là người đánh chém. Khá gần với cái hốc của cái bụi cam quýt. Vâng, và mình nhìn bây giờ bắt đầu đào vàng. Phút thứ 13 bắt đầu đào vàng. Đây là game thủ Tuti. Rất muộn ở trận này. Và thân ơi, hôm nào nghĩ có kèo nào để bình luận chia tay không nhỉ? Ôi em thì có quan trọng gì mấy cái việc cái đâu. Bây giờ kèo nào thì xả được. Thì ra là anh em ủng hộ là ủng hộ cả một khoảng thời gian dài rồi. Đó là thì đó là niềm vui rồi. Và Max C chúng ta bắt đầu bị màu 2 xúc vào mỏ vàng. Thì chúng ta bao chém lúc nào cũng kích 11.5 đánh đã bị qué thì à, khó. Nói chung là cái map này, vâng, quân nó đã khó đánh. Cái map này gần như là cũng là một cái map mà tịt lói. Vâng, map này cũng gần như là một map tịt lói đó rồi. Bên kia họ đánh cái kiểu ủi hồi xem với cả, vâng, xem với cả cho son màu 1 thì còn ôm nhau. Màu 3 cũng có mặt ở đấy luôn. Vâng, xem AC rồi bạn Hồng Anh và Công Chính X ôm nhau ở khu vực góc kia. Nói chung là khó. Chất quân đã khó đánh hơn rồi. Cái map này thì chúng ta có thể thấy ba nhà chém chúng ta chả có nào lên đời sớm cả. Tuti kích 12 Hoàng Minh Nhi phút thứ 13 mới đi làm được vàng. Trong cái đó thì game thủ vâng xi măng kích 11.5. Khó, nói chung là khó. Cam Quýt thì cũng có một cái hốc mắc đấy, nhưng mà một mình làm sao có thể chống chọi được với cả Sen cả AC bên kia. Rồi chúng ta sẽ đến với trận thi đấu bản lề của trận đấu đầu tiên. Nhanh thật. Map này là một map tịt không chân trống đấy. Và chúng ta đến với tên quay quân nào. Ồ, như vậy là quay rồi. Phía bên kia đồng bạn là Rompan Panmin. Chúng ta là Cho Son Pan Asia. Cho Son Pan Asia được. Như vậy là bên chúng ta là 3 tuyển, bên kia họ cũng 3 tuyển. Bên kia đó bạn là Rompan Panmin. Nói chung là với cái chất quân này, vâng, với cái chất quân này tôi nghĩ rằng là bên kia đội bạn cái thế đẹp nhất đó là hai pan ra đầu cánh, vâng, Romin ở trong cánh ôm nhau. Và Romin nó là màu 5 và màu 8, hoàn toàn có thể có khả năng ở trong cánh. Và với chất quân mà Romin ôm nhau là đội bạn cũng sẽ là rất khỏe đấy. Đạp đôi cộng với cung A lửa. Chúng ta có IA, có PAN, cũng có một PAN.
三三互动，直播精彩赛事，记录飞扬人生。Vâng, anh em đợi một chút nhá. Anh em đợi một chút, không biết Hoàng Mạnh Nhi có vấn đề gì. Bụng dạ rất là yếu rồi, bụng dạ kém. Đi phản lực về trực thăng rồi. Chắc chắn rồi. Vâng, đi kiểu này là đi phản lực về trực thăng rồi. Anh em đợi em chút nhá. Anh em đợi một chút. bụng dạ kém, đi phản lực về trực thăng. Vâng, đây rồi. Vâng, quay trở lại rồi anh em bạn, quay trở lại đây rồi. Và chúng ta đến với trận đấu này thôi, cho Pan EAC và IA. Mấy cái đội bạn là Rompan Panmin. Chúng ta là cho Son Paimran AC và Yamato. Vâng, trận bản lề của trận đấu đầu tiên. Yes, go rồi, xúc thôi. Đây là AC. Và chúng ta có một AC này. Đây là cho Son. Đây là IA. Và đây là Pamira. Và thế này nhiều khả năng là thế mà chúng ta sẽ đánh 3 chém mất cùng. Nhiều khả năng là như vậy. Oklahoma, all of us. Và chúng ta vẫn đang theo dõi màn hình máy Pan của game thủ xi măng. Bài Pan này cũng đang khá được. Bên kia họ có tới 2 Pan cơ. Thì cái độ đột biến của tỷ lệ đột biến bên kia nó sẽ là cao. 2 Pan luôn. Vâng, đừng để lãng phí con hiêu kia. Bài mới chỉ có một voi về thôi.
lãng phí một con hiêu, tính ra về lý thuyết đấy ra một con hiêu số lượng thì bằng nửa con voi rồi đấy. Chắc chiu. Đây là màn hình máy của IA. IA cũng có thêm đôi voi nữa, nhưng bài IA Mato thôi. Bài có thể đi lấy chân bản đầu con, đi dò là khá rộng, thêm bầy hiêu nữa. Rồi tạm được dành cho cái bài IA Mato này. Chắc bên vâng, chắc cái kia là con xe dò. Nhìn cái giò kiểu nghịch ngoạc kiểu này là dễ là cắm ship cho con xe giò. Đây là cho so. Ta chỉ có một khung chủ lực duy nhất, đó là AC của game thủ Tuti thôi. Tuti khả năng FL thì là anh là rất tốt, nhưng khả năng cầm chủ lực của anh thì lại không được quá mạnh. Ta quay trở lại với bàn máy của game thủ cầm Paimran. Và như vậy là bên này Paimran đang từ một bài mắc trở thành một bài chưa biết thế nào mà lần. Khi mà bên kia có dấu hiệu ăn tranh đến từ game thủ Tú Xuất, người cầm Minh Hoàng. Không, Tú Xuất là người cầm vâng, như vậy là Tú Xuất là người cầm Minoan. Các ông này đổi màu cho nhau liên tục. Hồng Anh là người cầm cái gì đây ta? Hồng Anh là người cầm Roma. Vâng, mấy ông thân đổi màu cho nhau mà tôi lại không để ý. Vâng, sang club bên kia cầm Pan rất đột biến, bài 3% dành cho game thủ Tú Xuất. À xin lỗi, sang club chứ, 3%. Vâng, chào anh Ngô Quỳnh Dương nhá, cảm ơn anh đã gửi thằng sao cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Em sắp nghỉ rồi, chục ngày nữa là em nghỉ. Nó cũng nhanh lắm, vào làm việc cũng được 3 năm rồi, gần 3 năm rồi, bây giờ chỉ còn chục ngày nữa thôi, nó cũng rất nhanh, thời gian nó không chờ đợi bất cứ một ai cả. Vâng, như vậy là vẫn đánh cung à. Thế thì nhiều khả năng cánh bên này là có con Pan của game thủ cầm màu 6 sang club chăng? Bài của sang club bài có 3% thôi. Pan 3% anh em biết rồi đấy. Đồ ăn nó đủ thì nó rất phụ con Pan, đồ ăn chỉ cần đấy là một bài cơ bản thôi. Hiêu 7 về nhà đôi voi quả phụ thì nó mắc calabel lắm. Nó ép đời vừa sớm mà nó lại vừa khỏe, cực kỳ phũ phàng. Như vậy là màu 7 chứ không phải là màu 6. Màu 7 cũng là Pan, Pan của công chí Nick. Họ đã bắt đầu bò cản được mặt rồi. Vâng, có cả con ngựa giò của Hồng Anh cũng đang hỗ trợ cho game thủ cầm Minoan ở đây. Thế như vậy là cánh bên này mặc dù không phải là ở vâng Min Rom ở trong cánh, nhưng họ cũng đang muốn đánh một cái thế. Và họ vẫn đang muốn đánh một cái thế, đó là Rom Min ôm nhau, là cái thế mắc nhất và đẹp nhất dành cho phía bên kia rồi. Hồng Anh là người ở phía bên trong cánh của người cầm Minoan, màu 7 là người dâng chéo. Và bên cánh bên kia thì sẽ chỉ có một mình game thủ Sang Club là người đánh thôi. Bên này chỉ có một mình Sang Club là người cầm Pan đánh chém thôi. Vâng, ủa quýt bên này may, vâng cũng may trong tình huống này đội bạn không có, vâng không có con ngựa giò. Chỉ có con ngựa giò thì nhiều khả năng chỗ dân ấy nó sẽ nằm xuống hết. Đây là cho son của game thủ Hoàng Mai Nhi. Anh đi dâng lờ thẳng vào phía trong cánh của người đi dâng lờ chéo, đó là màu 7. Vâng, hai Pan cùng một cánh Romino nhau. Và đây là một tình huống chúng ta có hai con tê và một ngựa giò. Màu 7 đã bắt đầu co càng chạy rồi. Đây là một tình huống mà đánh theo kiểu đi ôm bom. Xi măng thì bên này chắc là có lẽ sẽ không được một bài quá khỏe đâu. Và bài này nhiều khả năng là xi măng sẽ bay sớm, khi mà bên kia họ có cung A là họ sẽ đẩy luôn. Cánh bên này 3 người đánh, vâng Romin Pan. Bên kia chỉ có một mình màu 6 sang club thôi. Tu Ti anh sẽ là người đẩy quân ra để có thể hỗ trợ cho người đồng đội xi măng ở phía bên ngoài. Phía trước nhà đường đi quân là hơi lòng ngoằng thì mà rất nhiều rừng. Quay trở lại với xi măng xem như thế nào. Xi măng vẫn đang giữ được tham 22, vẫn đang ổn. Còn bên này Cam Quýt thì hình ra sao rồi. Vâng, Cam Quýt bên này nhiều khả năng là có thể, tôi đang cảm giác là có thể cứ cổ được ông màu 7 đấy. Vâng, khả năng cứ cổ được màu 7 đấy. Bên kia màu 7 cũng có thủ phù nhá. Vâng, họ sẽ có sọc đơn, họ sẽ có QR để có thể đi bắn phù chúng ta. Còn trong đó chúng ta thì không. Họ cũng đang có phù ra đây rồi. Phù của Pan và phù của IA đều lởm giống nhau thôi. Vâng, đều lởm giống nhau. Đây là một tình huống phù đen dành cho đối phương. Chúng ta cũng chưa phù được dân ở mỏ vàng của game thủ cầm màu 6 sang club.
Và như đây một tình huống mà nhiều khả năng sang club sẽ là người yếu hơn so với Cam Quýt. Tôi đang cảm nhận là như vậy. Quay trở lại với cánh bên này xem tình ra sao. Vâng, xi măng bị đục vào ruộng. Nhưng ở phía bên trên thì cũng đang có hai con lạc đà lọt được vào trong nhà của người Gamin. Nhưng tôi nghĩ rằng là tầm này cung A Min là bắt đầu có rồi. Và đúng là đã có cung A của Min Hoàng. Nhưng đây là màn hình máy của game thủ Tuti. Tuti anh đã áp lực ở phía ngoài. Đây, đây mới là màn hình máy của game thủ Tuti. Dí vào, dí vào, dí vào. Đút vào, đút vào, đút vào, đút vào. Và đút vào cho lạc đà vào kìa, ô kìa. Rồi bạn đang mang cả sọc đơn, đang mang cả lạc đà Pamran của màu 7 ra đây để có thể bảo kê. Thôi rồi, bắt bắt nốt mấy con lạc đà của màu 7 đã. Màu 7 thì nhiều khả năng nó bị game thủ Hoàng Mai Nhi là người ôm chân lực luôn. Và đây là màn hình máy của game thủ Hoàng Mai Nhi. Rồi, rồi. Ồ, sao đánh cái kiểu này thì tôi chả thấy đi là... À đây, đây, có. Có một vài cái ruộng nữa, hình như đây là bài mà có hốc dành cho game thủ Hoàng Mai. Hoàng Anh có hốc và đang cố gắng để có thể ôm lấy nhà Minh Hoàn. Còn bên này thì game thủ Cam Quýt cướng cổ xong pan rồi. Vâng, cướng cổ xong pan của game thủ cầm màu 6 rồi. Quay trở lại với màn hình máy của người cầm AC. Liệu có dồn tiếp lên được không? Vẫn đang dồn quân lên. Hồng Anh đang phải kéo quân về để thủ khi mà game thủ Hoàng Mai Nhi là người, vâng, là người đang áp lực vào. Màu 7 bên kia thì cũng bị Hoàng Mai Nhi ôm bom rồi. Họ cũng không quá khỏe. Họ chạy dần ra giữa bản đồ rồi. Tầm này họ chạy dần giữa bản đồ. Ăn hoang được và bây giờ lạc đà của Pamran màu 7 cũng đang khá đông. Và tụ quân lại, tụ quân lại đã, tụ quân lại đã. Hoàng Mai Nhi, tôi nghĩ là anh cứ áp lực vào nhà của game thủ Hồng Anh đi. Áp lực vào nhà của game thủ Hồng Anh đi. Bên kia Hồng Anh là người mà đánh theo kiểu không có hẳn là bài mà to khỏe đẹp trai ôm nhau đâu. Chắc là họ có một cái hốc nào đó để vẽ ruộng. Vâng, chiếc BG thì họ đã bị chúng ta xử lý xong rồi. Ơ, va. Này thì bè này, vâng, này thì nhà cứng với chúng tôi này. Đây. Chạy đi đâu hả con sâu? Chạy đi đâu? Chạy với chúng tôi này. Và những pha đứng lựa giò, đứng lựa chém rất thông minh đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi. Và đây là 31 đến từ game thủ Cam Quýt. Cánh bên kia tôi đang thấy hô hào. Vâng, cánh bên kia tôi đang thấy hô hào. Như vậy là Pamran của chúng ta đã bị đẩy. Vâng, Pamran của chúng ta bị đẩy. Có chơi một tuần đổi nhà hay không? Như vậy là Hồng Anh bỏ qua không hỗ trợ cho game thủ cầm màu 8 Minh Hoàn nữa. Mà đang lao thẳng vào nhà của game thủ Tuti để khiến cho Tuti mất tay. Hồng Anh có nhiều quân thế nhỉ? Vâng, Hồng Anh đang khá nhiều quân này. Và Hồng Anh đang thả sóc đơn là cực kỳ khó chịu. Và một con sóc đơn thả giữa ruộng chính của game thủ Tuti. Còn tuần này thì con sóc đơn đó nó cũng gần hết máu rồi. Chắc nó chỉ ăn được 1-2 dân thôi. Và như vậy nó mất 1 dân ở khu vực ruộng chính. Và đây là màn hình máy của game thủ Si Văn Mang. Vâng, Si Văn Mang cũng đục thẳng luôn vào nhà chủ lực ở phía bên kia. Nhưng đây là lạc đà. Nó là ngựa chém cơ. Vâng, sức chịu đựng của nó sẽ cao hơn. Vâng, xem là ông Hồng Anh đang vẽ ruộng ở đâu. Đây là Hoàng Mai Nhi. Vâng, Hoàng Mai Nhi vẫn đang cố gắng đi tìm cái hốc của Hồng Anh. Hồng Anh không biết là cái hốc ở chỗ nào. Vâng, không biết là Hồng Anh hốc ở đâu. Ở đâu. Tay ở đâu là tay ở đâu. Vâng, tay ở đây chứ có gì nữa. Vâng, thấy rồi thì chém đi. Thấy rồi thì chém đi, chém cả vào ruộng nữa. Vâng, chém cả vào ruộng nữa. Hồng Anh có một cái hốc nho nhỏ và xinh xinh. Nhưng bên kia sang club là người resize rồi. Vâng, một trận thi đấu rất tốt dành cho chúng ta. Thôi còn chưa kịp quay sang màn hình máy bên này nữa cơ. Và bên này chúng ta cũng đang đẩy quân lên. Rất hay. 2-1 dành cho chúng ta trong trận đấu đầu tiên. Hoàng Mai Nhi anh chém ôm bom lấy được nhà màu 7, đánh cho đội bạn bay nhà. Họ bắt họ phải đi ăn hoang, sau đó lại quay trở lại chém Hồng Anh. Và làm khoanh ruộng của Hồng Anh thơm thịt, sau đó là lại quay lại cái hốc của Hồng Anh. Ngon quá. Ngon quá. Vâng, cảm ơn anh Ngô Quỳnh Dương nhá. Cảm ơn anh, chúc anh và gia đình mọi điều tốt đẹp. Vào trận trước quân chúng ta là siêu xấu, bài chúng ta cũng là siêu siêu xấu nữa. Nên đội bạn là cho Son AC AC Sen. Còn chúng ta là cho Son Mark cho Son AC. Đây là quân ở trận trước. Và trận này thì quân chúng ta vẫn đấy, anh em có thể nhìn thấy vẫn có trên bảng quân đấy. Quân này đây là cân thôi, chúng ta dễ đánh hơn. Nhưng mà chúng ta có con cung AC, có con cung R. Bên kia đội bạn cũng tam tuyển Pan Rome. Chúng ta cũng có bộ ba tuyển đó là Pan AC Ya. Nhưng mà cái quan trọng là cái việc sắp xếp khi mà con Minoan của đội bạn đẩy ra phía bên ngoài.
Đúng là chuẩn, Min và Roman ôm nhau là một cái thế đẹp dành cho đối phương. Nhưng cái thế nhà của đội bạn lại không đẹp. Thế nhà của đội bạn lại không đẹp. Chúng ta đến với màn hình máy quay quân thôi. Chúng ta đến với màn hình máy quay quân. Vâng, quân nào. Nhảy. Chúng ta là Samia Pho Cho Son, lắm cho son nhé. Bên kia đội bạn là Mark Rome, Mark Per. Bên kia đội bạn nhiều khả năng sẽ có một người đánh cung Nga của Mark C. Bên kia đội bạn là Mark Rome, Mark Per. Trong đó chúng ta là Samia Pho Cho Son, chúng ta vẫn dễ đánh hơn. Có Cho Son bên kia đội bạn là tứ chém, nhưng mà là ba quân nó không sợ phù, mới đen. Chúng ta là Summer, Samia Pho Cho Son. Rồi chúng ta đến với trận thi đấu này thôi. Bên đội bạn là ba loại quân, và chính xác là ba người cầm những loại quân không bánh xe. Đó là Mark, đó là Mark và đó là Per. Nhưng mà tôi nghĩ rằng với chất quân này, bên kia đội bạn nhiều khả năng cao sẽ cho một người đánh vâng, đánh cung A của Mark Văn C. Đánh cung A của Mark C. Còn đây là Phonician của game thủ Tuti. Màn hình máy Summer. Vâng, sắp xếp thì nó hơi lìu tìu dành cho chúng ta. Sắp xếp như lều. Vâng, nếu mà con Yamato của Simang đánh được cung A thì là đẹp nhất. Tôi nghĩ là cung Nga của Yamato là đẹp nhất. Chất quân này thì nếu mà bên kia đội bạn có lên 4 thì chúng ta cũng có con Yamato có hot thần. Bên kia con Mark C hot thần của vâng, của ông nào đánh cung Nga, sau đó là đánh hot đi chăng nữa thì cũng không thể bằng con Ia này được. Thua cả về tầm xa, thua cả về đầu máu, thua cả về sự phát triển. Tôi rất mong muốn làm sao mà con Ia này đánh được cung Nga thì là một cái thế đẹp nhất dành cho chúng ta. Và nhìn cái thế nhà này chưa thấy có dấu hiệu nào có thể đánh được cung Nga. Đồ ăn thì là đang hòm hòm rồi. Vâng, ba voi quả phụ có hiêu đưa về. Bài đồ ăn là đẹp dành cho game thủ Camilla. Không đánh được cung Nga thì chúng ta dâng lờ lên ép sớm, dâng lờ lên chém đối phương cũng được. Và nếu đánh được cung Nga thì là mắc nhất. Vừa chống được Imax C, vừa chống được cái bài bên kia đội bạn lên 4. Vâng, vừa hạn chế được sức mạnh lạc đà Per. Rất nhiều vấn đề. Và chúng ta đảo qua các màn hình máy khác xem đồ ăn nó ra làm sao. Đây là phone. Và đây là Summer. Không biết ông nào sẽ đánh cung R đây. Cho son này chắc dâng L lên thôi. Vẫn đang hơi tiếc cái bài IA này không thể đánh được cung A. Lực thì khỏe, đồ ăn thì là tươi. Ôi bây giờ thì không đánh được cung A đi. Vâng, ép sớm. Ép sớm lên đi chém vậy. Ice.
Và màu hai bên kia lên đời sớm thế nhỉ? Hai bên kia đó sang club người cầm Roma lên đời sớm thế nhỉ? Cái trận này đội bên kia đội bạn vào như vậy là Tú Xuất là người cầm pơ. Vâng, hai ông thần bên kia đổi máu liên tục. Hồng Anh là người cầm mang. Dường như là họ lấy về màu chuẩn rồi. Hồng Anh là người lấy màu 1 rồi. Vâng, thế nhà nó trống như thế này, bảo đánh cung A thì nó hơi khó. Vâng, đánh cung A cái bài này nó hơi khó khăn. Bởi vì thế nhà là tương đối trống. Và như vậy đây là Yamato đang chọc vào nhà màu 3. Màu 3 đó là công và công nghèo. Vâng, công ngoèo, công ngoèo đấy. Đây là người cầm màu 3 đó là vâng, công ngoèo này là người cầm Max C. Đây kia đội bạn có 3 loại quân không bánh xe nha. 3 người cầm những loại quân không bánh xe. Đây là màn hình máy của game thủ cầm Phoenicia. Như vậy Phoenicia chúng ta đánh chém. Summer thì dường như là bài đánh cung. Và cuối cùng đây là game thủ cam quýt chắc là dâng lờ lên. Và như vậy là không, đây là xi măng. Đây mới là game thủ cam quýt. Vậy cam quýt đánh chắc nhà. Quýt đánh chắc nhà anh em ạ. Quay trở lại với màn hình máy của người cầm nhà. Như vậy là máu 1, Hồng Anh là người cầm Mark C và Hồng Anh là người đánh cung A. Hồng Anh là người đánh cung A ở khu vực góc 9 giờ. Rất xa. Vâng, rất rất xa. Vâng, tương đối xa xôi khi mà ông anh đánh cung A tận góc 9 giờ. Ai đập không cho nó xoay, không đúng rồi, đúng rồi. Đập. Rồi, công ngoèo đóng y. Vâng, công ngoèo đóng y. Chúng ta vớ ngay được hai con nông dân đang lọ mọ đóng y đến từ game thủ công ngoèo và cho nó ngoèo luôn. Vâng, cho nó ngoèo luôn. Rồi, tốt đấy. Vâng, một giò một chém không sợ. Chúng ta có hai con ngựa chém ở đây. Không xoán. Vâng, cung A một áo bắt đầu bắn ở trong nhà ra đến từ Hồng Anh rồi. Rồi, còn đây là màn hình máy của game thủ cam quyết thôi, xem sao. Đây màn hình máy của game thủ Hoàng Mai Nhi, bài bằng chuối hốc. Còn Phoenician bên này gặp ai, như vậy gặp màu 2. Màu 2 đó là game thủ cầm Roman sang club. Romfo đối đầu với nhau cân. Thế như vậy là còn một con pơ của Tú Xuất đâu nhỉ? Đã bị màu 4 chọc chưa? Vâng, chưa thấy ai bị màu 4 chọc cả. Thôi quay trở lại với màn hình máy của game thủ xi măng đi. Như vậy đây, như vậy là xi măng đang là người bị màu 4 chơi vào. Và bắt đầu đi chăn. Trận này mà kể có ông nào đi dâng được A đánh đúng không? Vâng, trận này đi dâng A chắc tôi nghĩ thề luôn, chỉ bắn mấy cái loại dân không bánh xe bên kia nó nhàn. Vâng, việc nhẹ lương cao. Việc nhẹ lương rất cao luôn. Đi dâng A chỉ việc ăn với bắn bo nhỏ của các người cầm mát với cả người cầm phơ. Rất nhàn. Vâng, rất nhàn luôn. Vâng, đang cố gắng chăn dân của phơ. Đây là game thủ cam quýt có y thủ luôn. Đây là màn hình máy của game thủ cầm Summer. Màu 3 dường như là không làm được vàng. Và màu 3 này không làm được vàng, đi sang ngay phía trước mặt nhà của Hoàng Mai Nhi đây, ăn mỏ vàng bây giờ của nhà Hoàng Mai Nhi đấy. Màu 3 công ngoèo. Như vậy là công bắt đầu yếu rồi.
Công có vẻ yếu rồi. Họ sẽ tìm mọi cách để đóng y đâm chủ lực của chúng ta thôi. Họ sẽ tìm mọi cách đâm chủ lực. Và cam quýt bên kia thì có y thủ với cả có cả thêm phù thủ thì sẽ là rất khó dành cho Per, thậm chí là kể cả Roman. Vâng, Roman mà đánh trọng đơn thì chúng ta chơi lại bằng những con y, mà họ đánh bằng ngựa chém thì chúng ta lại có thêm những con phù thủy. Và pha thủ rất chắc trời. Và bên kia, vâng, bên kia thì game thủ Hoàng Anh là người cũng sẽ, tôi nghĩ sẽ là người lên 4 rồi. Họ đánh cung Nga và họ sẽ là người lên 4. Công 9x vẫn là người có thể đóng được y. Xi măng tam loài vẫn đang giữ ở một mức ổn định 27. Đây là màn hình máy của game thủ Tuti. Còn Tuti anh yếu rồi, trận này anh thua cánh. Vâng, trận này thua cánh, cố gắng đi chăn dân của màu 4 đi, đừng để cho Pơ nó có quá nhiều lạc đà. Còn cam quýt thì sao? Tam loài thì như nào? Tam loài vẫn đang cân. Màu 2 bên kia khá to đấy. Màu 2 bên kia khá to đấy. Này vẫn đang làm một thứ rất căng kìa, thằng đét đẹp luôn. Con y chiên ông ba của Mark C nó cầm chân của chúng ta sẽ là cực kỳ lâu luôn. Sao tân giờ anh Bách không để ý quân à? Bằng chết sạch của tân R kìa. Còn mãi thì mới bắn được một nhà y. Summer đi rỉa y đến bao giờ mới chết được một con y đây. Cặp đi 40 thì bao giờ mới có thể lên được 4. Hồng Anh có lẽ sẽ nhận đồ. Pơ bên kia nó chỉ ăn hoang được một 7 hiệu 7 thôi. Và nó có cả nghìn thịt bơm cho Pơ để có thể Pơ, à xin lỗi, bơm cho Mark để có Mark có thể kích 4. Nhà Mark C bên kia cũng không phải là một cái nhà quá đẹp, nhưng mà chúng ta đang đứng ở một thế thủ toàn tập. Liệu Hoàng Anh Y anh có cần thiết phải bỏ nhà hay không? Bên kia đội bạn đang có hai nhà khỏe. Và bên kia đội bạn đang có hai nhà khỏe, đó là nhà của Roman màu 2 Sun Club và nhà của game thủ cầm màu 1 Hồng Anh. Ở bên kia đạp đôi của Roman và hot thân của Mark C cũng là sẽ là cực kỳ bá cháy nếu họ đưa được về đánh đời 4. Thì bắt đầu lao vào, anh banh rất nhiều gỗ nhá. Vâng, hơn nghìn gỗ kìa. Làm thêm nhà chính nữa đi anh ơi. Làm thêm nhà chính nữa mà ra ruộng. Hơn nghìn gỗ đấy. Đây cam quýt tham ai 50, biết bao giờ lên được 4 này. Còn đây là IA mà 23, tham ai chắc bị đè không, tham ai chúng ta đang vòng lên. Như vậy dường như là nhà Mark, nhà Pơ bên kia đội bắn bắt đầu bị mất tham rồi. Nhưng mà vòng lên kiểu này tôi đang hơi lo khi mà Hồng Anh là người đang trực tham. Và Hồng Anh đang là người trực tham, nhiều khả năng có thể nhận đồ, âm đồ và kích 4. Để lâu về dài bên kia để cho con hot thần nó lên. Vâng, âm 1.100 đồ rồi, đang kích 4 đến từ Hồng Anh rồi. Đang kích 4 đến từ Hồng Anh. Âm đến 1.100 đồ rồi. Vâng, đã lên 4 xong rồi cơ. Đã lên 4 xong rồi, thôi đi quản vàng, đi quản vàng, đi quản vàng. Không thì giết ông Ngọc 2 đi cũng được. Và đi quản vàng xung quanh nhà của người cầm Mark C ấy. Và Mark C nó không có vàng đâu. Mark C nó không có vàng đâu. Mark C họ không có vàng đâu, tuần này mà lao vào được thì ngon. Bằng cái tình huống vừa rồi mà chúng ta lao vào được thì ngon quá. Vâng, vâng, vâng. Dân Mark C không bánh xe. Dân Mark C không bánh xe, nhưng cũng là bạn đang đứng quá sát ruộng luôn. Hồng Anh tôi nhìn cái thế này phát triển không phải quá khỏe đâu này. Nhìn cái thế kiểu là nhà sát ruộng này phát triển tôi nghĩ không khỏe đâu. Đi quản vàng đi, đi quản vàng đi. Quản vàng của Mark C đi. Không thì quay sang kia làm yếu tới màu 2 đi cũng được. Cái này cái thủ Hoàng Mai Nhi đang là người vâng rất vất vả với những con y sơ chiêng ba của vâng công nghèo, công 9x, vâng công nghèo đấy, đang rất vất vả. Rất nhiều gỗ dành cho anh Bách nhá, anh Bách cực kỳ nhiều gỗ nhá, 1.700 gỗ đấy, 1.700 gỗ đấy. Bên kia Hồng Anh sẽ là người đẩy, vâng họ sẽ đẩy ai, và bên này có cả ca cẩu ạ. Vâng phù đấy con ca. Vâng, phù lấy con ca rồi, như vậy là xiên được con ca rồi. Tiếp tục lại có một thêm một con ca nữa. Tiếp tục lại có thêm một con ca nữa. Này thì ca này. Vâng, lọt nhà rồi, lọt nhà rồi. Hào 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 hào. Đến nè, đến nè, quyết rồi, mang anh tôi đi về cứu kìa. Hào 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 hào, quay trở lại với chủ lực bên này thôi. Như vậy Hoàng Mai Nhi là người đã lên 4. Vâng, anh sẽ là người đánh ca to để có thể thủ lại. Đánh ca to để có thể thủ lại với con Mark C của game thủ Hồng Anh. Và họ đẩy luôn game thủ Hoàng Mai Nhi.
Họ nhận thấy rằng chúng ta cũng là người âm đồ. Vâng, có ca ra thì tôi nghĩ là sẽ dễ thủ. Đập luôn, đập luôn, đập luôn, lấy dân, lấy cả dân ra mà đập. Vâng, đang nhận được đồ. Đang nhận đồ để có thể thủ. Vâng, toàn nhà BA thôi, rất nhiều gỗ. Tình huống này, tình huống chúng ta chưa có ca to lên xong. Vâng, ca to lên xong tôi nghĩ mọi chuyện nó sẽ khác. Ca to lên xong mọi chuyện nó sẽ khác. Rồi, ca to rồi, ca to rồi, ca to rồi, ca to rồi. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Vâng, ca Summer nhá. Đây là ca Summer. Vâng, ca Summer, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Rồi, vào đây, vào đây. Không áp sát được đến từ những con lạc đà của đối phương. Và y của đội bạn không vào được. Vâng, ca Summer các bạn có thể nó cầu cực kỳ chất lượng. Vâng, ca cầu cực kỳ chất lượng. Bây giờ Hồng Anh đánh cả ca con ạ. Vâng, Hồng Anh đánh cả ca con của... Vâng, của Max C. Tầm xa cho ca. Cứ sóc ca đi. Tôi nghĩ cứ sóc ca đi đã. Cứ sóc ca ra. Bên kia đấy là chỉ là cái con... Vâng, chỉ là con hot của Max C thôi. Hot bình thường thôi. Tầm này chắc là họ chưa lên hot thần đâu. Cung A thì không xoắn. Nói thực sự cung A thì gặp ca to đấy là gặp khắc tinh rồi. Ca to là nó là khắc tinh. Và đây này là ca Summer. Cái loại ca cầu cực nhanh. Loại ca cầu cực nhanh. Vâng, các bạn có thể thấy chỉ cần một turn không để ý thôi là đối phương có thể nằm hết một kích cung A, cũng như là hết một kích quân luật. Vâng, mang ca con của đời, vâng, đời 4. Vâng, ca con của đời 4. Ca con của Max C đánh với ca to của Summer. Chúng ta tạm thời thủ được nhà. Vâng, tạm thời thủ được nhà. Bên này Capquid cũng coi như thủ được nhà rồi. Đây là tham 9. Vâng, thả ô. Vâng, game thủ Tuti là hồi lại được con số khá to này. Nhưng bên kia tôi đang lo sợ là màu 2 là người lên 4. Màu 2 là người lên 4. Tạm thời thì chúng ta qua cơn bí cực rồi. Hoàng Mai Nhi sẽ phải hồi thật nhanh ra. Và đẩy và đánh bằng ca thôi. Và lực của chúng ta đánh bằng ca. Bên kia đội bạn đi làm vàng sẽ là rất khó khăn. Đội bạn đi làm vàng sẽ là cực kỳ khó khăn. Hồng Anh lại chơi cái bài mà vâng, cung A kẹp ca của Max C. Họ đang đi chiếm vàng đấy. Bên kia đội bạn sẽ là rất khó khăn để có thể đi làm vàng. Đây một tôi mà chúng ta phải chịu khó đi dòng. Người ta gọi là dòng kinh. Dòng kinh, dòng ca. Anh em đi quản vàng được của Hồng Anh không? Để cho Hồng Anh làm được nhiều vàng là căng. Cam Quyết bên này sẽ bay nhà. Vâng, Cam Quyết bên này sẽ bay nhà. Lần này Cam Quyết đánh ở nhà đâm ra. Vâng, đâm ra cái cánh này lại đâm ra thành một cái cánh thua. Thì có ở nhà ăn với thủ rồi chả đi đánh nhau mấy. Đâm ra Tuti bị cuôi. Bên kia Hồng Anh đang đi giải cung A là khá nhiều để có thể đi làm vàng. Hồng Anh đang đi giải cung A khá nhiều để có thể đi làm vàng ở trên bản đồ. Thì chiếm vàng ở trên bản đồ. Chúng ta đánh bằng rất nhiều ca đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng, ca kẹp với cả... Vâng, ca kẹp với cả hot và đang kẹp với cả cung R. Như thế này thì chúng ta cần phải hết sức tập trung nhá. Lỗi một tơn thôi là hỏng đấy. Lỗi một tơn là hỏng đấy. Phải để ý. Dâng cả ca lên. Dâng cả ca lên mà vã. Đúng rồi. Trận bài rồi. Đây chỉ ăn với cả công ca thôi. Còn cái ông chỉ đích công thì thỉnh thoảng có 1-2 con gì có chịu nhỉ. Còn ca một đạo và hot một đạo. Ca một đạo và hot một đạo thì mới được. Không nhiều khi quân mình cẩu vào đầu quân ta đấy. Vâng, ăn mới thủ nhà ý cái ra quần thì lấy ra bản đồ. Anh ấy làm cái bản đồ lên cũng được. Bên kia rồi bạn là hot thần chưa không biết đây. Biết là hot thần chưa. Hình như chưa hot thần đâu, tôi cảm giác là bắn chậm lắm. Vâng, tôi cảm giác là họ bắn chậm lắm. Để ý ca đằng sau kìa. Bên kia họ đi, đang đi quản vàng là khá chát. Chúng ta có ai đi quản được vàng không? 62 đến từ game của Cam Quýt. Đây là 13 đến từ IA. Onisia Thama 21. Anh em cố gắng đi quản vàng đi. Và đừng để cho màu 2 bên kia nó lên 4. Bên kia màu 2 nó lên 4 là thua luôn.
Vâng, hot thần đến từ bên kia chưa? Chưa hot thần thì chúng ta vẫn chơi thoải mái thôi. Đây, cả hot thần rồi, ca summer cũng là một loại ca chất lượng. Anh ơi để ý tơn nhiều ca ở phía bên trên kìa. Để ý nhiều ca ở phía bên trên kìa. Bên kia đôi bạn vẫn chơi cả ca nhỏ. Vâng, chơi ca nhỏ để chống ca summer. Khá dị. Vâng, để ý nhiều ca, để ý nhiều ca. Chết hết tơn ca này là chúng ta sẽ không công đối phương đâu. Tiếp tục dồn lên. Ca dần hơi xa. Và chúng ta thì vẫn đang khai thác được. Xong cả ca ở nhà ra để tránh cái tơn đôi bạn đi à. Và một tơn thì lỗi ca. Đang giật quá. Ca như bên kia, xin lỗi, hot bên kia như là hot thần rồi. Đấy, di chuyển khá nhanh. Và anh em dồn thêm cả hot lên nữa. Phải hot cả kẹp cùng với ca. Bên kia màu 4 cũng đang đi quản vàng. Pơ một vài con lạc đà 70 đến từ game của Cam Quất. Đây là 15. Đây là 20. Vâng, tham ai vẫn đang là một cái tham ai khá ảo rồi. Tham ai vẫn đang là một tham ai khá ảo. Tụ ca vào nào. Ca chúng ta là ca Summer. Mặc dù chưa phải lên thần, bên kia hot là hot thần của Maxe rồi. Vâng, công ca dường như đang bị phá sản. Anh em cố gắng đi quản vàng, bên kia biết là có ai có thể đi làm vàng được cho màu một hồng anh không. Ca vâng, ca chúng ta ca Summer thật, nhưng bên kia hot thần nó đi di chuyển nó là rất nhanh. Tôi nghĩ là tụ vào, nó tụ tầm khoảng 10 con ca vào đi với nhau thì mới được. Đội bạn đang đi quản vàng và đội bạn đang đi chiếm vàng. Hồng anh bên kia lên hot thần rồi, nó sẽ là cơ động hơn, nó sẽ là trâu bò hơn và nó sẽ là sát thương hơn. Sắp bà ca nhà nó ra để mà thủ. Đây này, chúng ta còn ai thi đấu được nữa không? Ea tham ai 16, Cam Quýt tham ai 67. Bây giờ chỉ nhiệm vụ bơm đồ. Còn trận này chính ra trận này Cam Quýt là người là người đánh ở nhà. Đâm ra thì cách cái này nó hơi khó đánh. Vẫn đang đi quản vàng của game thủ cầm Mark C bên kia. Vẫn đang đi quản vàng. Mark C dân của đội bạn rất khó để có thể đi làm vàng, liệu có thắng được không đây. Không ngồi ở trong phòng thi đấu cũng chưa nghe được các game thủ báo vào tình hình tham ai ở hiện tại bây giờ nó như thế nào. Bên kia màu 2 sẽ là người đào vàng, bên kia chỉ còn mỗi Roman có bánh xe này có thể đi đào vàng bơm đồ thôi. Anh Bách lại vừa bị mất thêm mấy con ca nữa. Công ca tầm này là không thành công rồi. Bây giờ để cho Roman mà nó lên 4 nữa thì là toàn. Roman nó mà lên 4 nữa thì là toàn. Vâng, như vậy Roman lên 4 rồi. Thế trận đang khê. Vâng, quy trận này đâm ra tôi nghĩ là phê. Vâng, quy trận này là phê. Ở nhà ăn cái thủ thôi. Bơm đồ thì cũng không ăn thua lắm. Không đi thi đấu nhiều. Bây giờ chỉ đi, chỉ ở nhà ăn với cả bơm đồ thôi. Không đánh được màu 2 thì một mình Phonician của game thủ Tuti bị hai người bên kia quay. Đi cả Per cả Summer quay. Và chúng cả Per cả Roman quay không thể khỏe được. Thật ra tự nhiên cánh bên này về cái thế thủ màu 2 bên kia là có thể bơm được đồ. Vâng, bơm được đồ cho con Max C màu 1. Còn này nghĩ là đang khá ban tình cảm. Bên kia tôi nghĩ là con Roman nó sẽ là người bơm được đồ. Khi mà bây giờ Roman kia lên 4 rồi thì cái hốc này của Hoàng Mai Nhi nó chỉ cần giận một giận là chết. Hốc này chỉ cần giận một giận là chết thôi. Hot thần kẹp với vâng, hot thần kẹp cùng với con đạp đôi của Roman sẽ rất khỏe. Bên kia Roman đã lên 4 rồi.
chúng ta chẳng có ai thi đấu nữa. Cho Son năm nay 9-3, nhưng 9-3 này chỉ là nhiệm vụ đơn đồ thôi. Đây 9-3 ở đời 3 thôi. Ia tham ai 18, Tunisian tham ai 38. Không biết là màu 2 bên kia có khỏe không. Họ lên 4 rồi nhưng mà không biết có khỏe không. Có nhiều gỗ để có thể lên được đạp đôi không. Tuti thì vẫn đang cố gắng đi cấu rỉa gỗ của game thủ cầm màu 2. Và nhìn ở trên bản đồ con kia thì màu 2 cũng chỉ có một cái khu vực khá là nhỏ, và khu vực làm ăn khá nhỏ, không phải là rộng rãi lắm. Nhưng mà họ đã lên 4. Và tham ai chúng ta đang đè đấy. Tham ai chúng ta mới đang là người đè đấy. Và nhưng mà bên kia đội bạn đang có 2 người có công nghệ đời 4 nhỉ. Và Tuti thì anh vẫn đang cố gắng quấy ở bên này. Đạp đôi của màu 2 bên kia chưa phải là quá nhiều. Vâng, đạp đôi của đội bạn chưa phải quá nhiều đâu. Đây là Hoàng Mai Nhi. Nhiều khả năng đấy là đội bạn sẽ gọi Roman sang bên này để có thể đạp ca của chúng ta. Vâng, nhà của game thủ Hồng Anh là cũng không phải là một cái thế nhà đẹp. Chẳng qua là họ lên hot thần thì họ bảo kê được thôi. Chứ con dân Mark C thì nó không có bánh xe. Và lọt được vào ăn một tân dân của màu 1 này là tươi này. Ăn được tân dân màu 1 là tươi. Vâng, là ngon luôn đấy chứ. Mark C nó không có bánh xe. Đó là sự tù tội. Chứ nếu mà họ không phải là Mark C thì có lẽ chúng ta đã thua rồi. Nhưng họ là Mark C. Họ không có nhiều dân đâu. Họ không có nhiều dân đâu. Còn đây là màn hình máy của game thủ cầm IA bên kia. Họ không có vàng nhá. Họ không có vàng đâu. Còn đây là màn hình máy của game thủ vòng cầm Summer. Vâng, chết khá nhiều ca và chết cũng khá nhiều đạp đôi luôn. Còn đây là màn hình máy của game thủ Tuti. Tuti thì bây giờ anh hồi lại tham ai 42 rồi. Con đạp đôi nó bị ngáo kìa. Rồi thì quản gỗ đi. Bên này thì cố gắng là chọc vào rừng của game thủ cầm màu 2 bên kia. Còn bên cánh Hoàng Mai Nhi cứ công ca lại nhà màu 1 thôi. Nhà màu 1 không có nhiều dân. Tôi cảm giác là nhà màu 1 bên kia Hồng Anh không có nhiều dân đâu. Nhà cái thế nhà mà phải bo. Vâng, phải về là bo cái BA sát vào với ruộng. Và không ăn được nhiều vàng dành cho Hồng Anh. Và không ăn được nhiều vàng dành cho Hồng Anh đâu. Tôi nghĩ bây giờ bơm cho cái đủ Hoàng Mai Nhi lên được hot thần thì là ngon này. Bây giờ không đánh ca nữa, bây giờ chuyển về đánh hot thần này. Vâng, cam quýt bây giờ là có 68 dân thì chỉ ăn với cả đi chiếm vàng và bơm đồ thôi. Ăn chiếm vàng bơm đồ thôi, chứ không lên 4. Chứ không lên 4, bơm cho cái đủ Hoàng Mai Nhi lên được hot thần là tươi. Đây là 20, anh em vẫn đang đi quản vàng trận lực luôn. Vâng, màu 4 còn đánh cả phù cả Mark C, à xin lỗi, Pơ của game thủ của màu 4. Cứ đi quản vàng trên bản đồ thôi, tôi nghĩ là tươi đấy. Tôi nghĩ là vẫn đánh được đấy. Mặc dù bên kia đội bạn có đang có 2 người lên 4. Mặc dù bên kia đội bạn 2 người lên 4, nhưng con Roman bên kia lên 4 cũng không phải quá khỏe. Mà mình nhìn lên hot thần rồi. Hot thần rồi. Tầm này hot thần thì cũng không xoắn gì bên kia cả. Hot thần của chúng ta còn có cái đầu máu nhá. Vâng, hot thần của chúng ta còn có cả cái đầu máu cơ. Bên kia đội bạn không có cái đầu máu. Chúng ta là 103 máu đến từ những con hot thần của Summer rồi. Vẫn thắng trận này. Vâng, vẫn thắng trận này, mặc dù là nó hơi vất vả. Cam quyết bây giờ thì ngồi vào cái thế sóc dân ấy là đi chiếm vàng. Bơm đồ cho đồng đội thôi. Ôi, có cả đạp đôi đây, ông Cam quyết thì bịp rồi. Vâng, hot. À xin lỗi, là cho Son đời 3 có cả đạp đôi này. Ôi, dù sao cho nữa trận này thì Cam quyết đánh ở nhà thì Tuti thì phế ở thời điểm đầu. Nhưng mà lại là người hút đam. Hút đam bơm đồ. Rất nhiều vàng. Bây giờ là một tên đôi bạn đang muốn quay bắt. Lùi. Tên này là một tên cần phải điều khéo. Ca Summer. Chúng ta là hot thần của Summer nữa. Ca kẹp với hot thần Summer vẫn đang chống đạp đôi là khá dẻo. Vâng, chống đạp đôi là khá dẻo dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Bây giờ không cần phải mất nhiều tay để có thể điều ca nữa. Bây giờ chúng ta là điều hot. Vâng, một tên mà game thủ cầm màu 2 Roman bên kia đang mất khá nhiều đạp đôi. Vẫn win trận này. Vâng, Hoàng Mai Nhi anh vẫn đang đi chiếm được khá nhiều vàng. Dù sao thì chúng ta không có đào vàng 2, nhưng chúng ta còn có đồng đội bơm được. Và chúng ta còn có thêm cả, vâng, chúng ta còn có thêm cả cái bánh xe. Tầm này hot thần thì không xoắn. Hot thần của đội bạn thì cũng chỉ ngang với chúng ta thôi. Họ yếu hơn so với chúng ta ở cái đầu máu. Và chúng ta còn có thêm cả ca. Và chúng ta còn có thêm cả ca bọc ở đằng sau nữa. Và số lượng hot thần của đội bạn là không nhiều. Tên này quay. Vâng, quay bắt Hồng Anh thôi chứ còn gì nữa. Đồng đội chúng ta có rất nhiều vàng. Vâng, đồng đội chúng ta có rất nhiều vàng. Còn đồng đội bên kia họ không có quá nhiều vàng đâu. Rồi, bắt được một tuần hot của game thủ Hồng Anh. Bên kia Cam Quyết vẫn đang nhồi rất nhiều đồ cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Cứ thế này mà sau hot thần thôi. Trận thi đấu mà rất dây dưa.
rất dây dưa. Tưởng là bên kia Hồng Anh đẩy chết hẳn Cam Quýt rồi, nhưng Cam Quýt vẫn còn sống. Tamai 85, đây là Yamato bắt đầu lại. Bên kia đội bạn không có quá nhiều quân để có thể giải kê các mỏ vàng. Các bạn có thể thấy không có quá nhiều quân để có thể đi kê các mỏ vàng đâu. Và dân của Mark C đi ăn vàng quá tù tội. Dân 2 Mark C 1 pờ nó đi làm vàng là quá tù tội, quá tù tội. Bây giờ có lẽ Hoàng Minh Anh đi ra chiếm mỏ vàng, là tôi nghĩ không phải đẩy vội, là đi ra chiếm cái mỏ vàng này đã. Chúng ta cứ ra đi chiếm nguyên cái mỏ vàng nguyên này đã. Vâng, đứng này kê ăn hết vàng, ăn hết vàng đi, rồi sau đó là tụ hót tầm khoảng 3 kích rồi chúng ta sẽ đẩy. Vâng, 3 kích rồi chúng ta sẽ đẩy. Đang rất khỏe rồi. Ở nhà thì tôi nghĩ là thừa gỗ thì có thể xin thêm một vài ăn ca đút ở trong nhà cho nó chắc chơi. Ông Cao Quyết này bị tôi rồi. Vâng, bị tôi rồi. Cho Son có, vâng, cho Son đời 3 có đạp đôi ạ. Cho Son đời 3 có đạp đôi, công 4, à vâng, công 7, giáp 6 luôn ạ. Vâng, vẫn đang chửi, vẫn đang vậy. Đồng đội chúng ta còn rất nhiều vàng nhá. Là 28, vâng, đang đi quản vàng của bên kia, không cho đội bạn bên kia làm vàng. Còn đây là một tình huống mà hot thần và thẳng vào mặt nhau rồi. Không, 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 không. Ở nhà. Vâng, ở nhà. Đấy. Vâng, để ý, để ý. Hot thần của Mark C không đủ tuổi để ăn với hot thần của Sumo. Và sau tình huống này đội bạn sẽ quit. Vâng, sau tình huống này Hồng Anh chết thì bên kia đội bạn sẽ quit thôi. Một tình huống mà màu hai đang dồn thẳng vào nhà của game thủ Hoàng Mai Nhi. Nhưng chúng ta vẫn đang có hot thần để có thể đứng ở nhà có thể kê. Và bên kia họ cũng đang hồi, và màu ba cũng đang hồi. Đẩy chết Hồng Anh đi, đưa về cái thế mà Summer, vâng, hot thần Summer chơi solo với đạp đôi của Zoman thôi. Zoman đang sang đây cứu, sang đây cứu. Nhưng mà Hồng Anh các bạn có thể thấy chả có mấy ruộng cả. Màu ba Mark C hồi lại thì cũng gãy rồi. Hot thần nó cấu dần là quá nhanh. Và ở nhà thủ xong, ở nhà thủ xong, chúng ta có thể mất ruộng đi nhưng mà đồng đội còn có rất nhiều thực. Và đồng đội còn rất nhiều thực và còn rất nhiều vàng để có thể bơm. Ra một tân ruộng nha anh Bách nha, anh rất nhiều gỗ đấy. Anh em nhớ ruộng đều tay nhá. Anh em nhớ ruộng đều tay nhá. Bên kia 2 Mark C và 1 Pearl thì nó rất khó để có thể hồi. Họ rất khó để có thể hồi, gần như là không thể hồi nổi. Vâng, thằng Mai đang đè là cực mạnh rồi, thằng Mai đè gãy màn hình rồi. Anh em đi quản cả gỗ của game thủ cầm bằng cầm màu 2 nữa cũng được. Vâng, họ không có đủ tay đâu, không đủ tay để có thể quản được hết cả cái bản đồ này đâu. Chúng ta bây giờ gần như là 4 người đều còn đang có tính chất thi đấu. Vâng, đều đang còn tính chất thi đấu. Còn phía bên kia đội bạn bây giờ chỉ còn một mình con Roman đang gồng gánh thôi. Vâng, tầm này thì Hồng Anh cũng đã bắt đầu phế rồi, lên 4 nhưng mà bắt đầu phế rồi. Khi mà dân không bánh xe không đi được, đồng đội bây giờ còn đang phải bận sóc đạp đôi, không có đồ để có thể bơm đâu. Trong đó chúng ta đồng đội còn đang rất nhiều đồ để có thể bơm. Không thể làm nổi vàng. Bây giờ thì làm sao để có thể chống đỡ được hot thần của Sumer đây. Rồi, win rồi. Win rồi. Win rồi, win rồi. Mà tầm xa cho ca nâng từ ngay lúc Hoàng Mai Nhi thủ ca ở nhà rồi anh em ạ. Lần này đẩy vào nhà của game thủ cầm màu 2 Roman là xong trận đấu. Roman không thể đẩy chết được game thủ Hoàng Mai Nhi, khi mà lượng hot thần của anh thủ nhà là còn đang là rất nhiều. Chạy dân đi kìa anh em ơi. Vâng, nhà thoải mái thủ, hot thần thoải mái thủ. Vâng, ok, chạy dân đi anh em ơi. Anh em ơi, không chạy dân à? Chán rồi, bên kia khả năng đội bạn buông, vâng, chuẩn bị buông chuột rồi. Đội bạn chuẩn bị buông chuột rồi. Win. Tỷ số là 3-1 ở trong trận đấu đầu tiên. Và Hồng Anh, vâng, chính xác là Sạc Club là người đã đi xa. Vâng, trận thi đấu mà đánh rất trì trạc dành cho chúng ta. 3-1 ở trong trận đấu đầu tiên. Chết không biết bao nhiêu con cà. Và các bạn có thể thấy kìa, nhìn cái timeline Hồng Anh lên đời 4, timeline nó đè gãy màn hình chúng ta luôn. Vâng, timeline đè gập xuống. Cũng may, vâng, cũng may chúng ta lên 4 kịp thời. Khi mà Hồng Anh vừa đẩy hot tới, đẩy cung A tới thì Hoàng Mai Nhi có cà to. Vâng, chứ không thì trận này chúng ta vẫn thua. Chứ không trận này chúng ta vẫn thua. Thank you.
Và một trận đấu đánh rất chỉ trạc luôn. Chúng ta đánh cà và sóc lom ra lom dòm vài con hot một, vài con hot một phải đánh bằng ca. Tên quyết định đó là cái tên mà Hồng Anh dí tới. Hoàng Anh Nhi vẩy được mấy cái móng BA ra và là người ta gọi là cầm chân câu giò để đợi lên được con ca to. Và khi lên được ca to thì anh Bách phải nói là anh Bách nhốt 4 con ca to ở phía bên bằng kịch góc 6 giò là quá quái. Và đấy là cái độ quái. Bên kia lạc đà họ có của pơ lao vào nhưng mà không thể áp sát được vào những con ca. Ca nó cứ cẩu thôi, ca nó cứ cẩu. Cái quan trọng là 4 con ca đấy của chúng ta là 4 con ca mà chúng ta kín, không để cho lạc đà đội bạn áp sát vào. Cho nên tờ đấy mà bị đội bạn chém chết 4 con ca thì thua luôn. Vâng, thì thua luôn. Và chúng ta đến với trận thi đấu tiếp theo nào. Trận đầu tiên của trận đấu thứ hai. Và chúng ta vẫn ở team 2 và quân là Egypt Greg Greg Pho. Trong đó bên kia đội bạn là Forum Baby Sen. Bên đội bạn đẹp hơn hẳn. Chúng ta là Egypt và hai Greg kẹp ở giữa. Bên kia đội bạn có Sen, có Pho, có Roman. Còn bên đội bạn đẹp hơn hẳn. Bên kia là Forum Baby Sen. Vâng, Forum Baby Sen, đó là phía bên kia chúng ta là Egypt, Greg, Greg và Pho. Vâng, chạy rồi. Còn bài đẹp thì chúng ta vẫn có thể có cửa chơi đấy. Bài đẹp vẫn có cửa đấy. Han Greg thì ra chém. Đây là Egypt này. Đây là Pho này. Ồ, trận này sắp xếp thì được. Almas,
Và như vậy bên này màu 6 chúng ta đang ăn tranh với màu 4 ở phía bên kia. Và chúng ta đang ăn tranh với Sien. Greg ăn tranh với Sien, càng quá nhỉ. Và chúng ta đảo qua các màn hình máy khác xem tình hình như thế nào. Bên này cũng đang đóng nhà điều kiện này. Bên này chưa lên đời. Phonician lên đời là rất sớm. Phonician của cam quyết lên đời sớm nhất bản đồ. Còn đây là Greg. Vâng, Greg phải đối đầu với Sien. Căng quá nhỉ. Và như vậy là xem bên kia đánh chém đến từ game thủ tú xuất. Và đánh chém. Xem đánh chém kiểu này thì con Greg thì sẽ là tương đối vất vả đây. Đánh cung thì chúng ta có thể có cái cơ hội sáng hơn. Cánh bên này gặp màu 2 đó là Roma. Bằng 2 Greg, một người gặp Rom, một người gặp Sien. Như vậy bên kia đội bạn là Baby Four ở trong cánh. Và đánh cung thì phải. Baby Four của đội bạn ở trong cánh và đánh cung. Quýt là bài lên đời sớm nhất bản đồ luôn. Vâng, mặc dù là cầm phô thôi nhưng mà lên đời sớm vẫn cả Sien. Bài là tương đối khỏe. Các bạn có thể thấy vòng ruộng cực tròn, cực kín. Phonicia. Ôi, 300 thực và 600 gỗ này. Làm thêm BA thứ 5 không? Đánh 5A không?
Quýt đang có một cái lượng tài nguyên là cực kỳ dồi dào, cực kỳ khỏe. Đang sang đẩy quân luôn và sẽ hỗ trợ cho game thủ cầm break ở cánh bên này. Bắt đầu là có lạc đà đến từ đối phương. Đã phải e và giữ được dân rồi. Đây là Egypt của game thủ Hoàng Mai Nhi. Và nếu bên kia được bạn đánh cung baby với cả cung phô ấy, mà Egypt trận này mà chúng ta câu kéo có thời gian đánh đời 4 con Egypt này là con bá đạo này. Và con Egypt này nếu đánh đời 4 được coi là khỏe nhất trong tất cả các loại quân ở đây. Không, tôi nghĩ con Greg nó cũng là khỏe với trận quân này. Nếu mà chúng ta Egypt lên 4 được, sau đó là cho một con Y của Greg lên nữa, gần như là mắc binh luôn đấy. Nên đó là câu chuyện dài về sau. Đây là 27 đến từ Tuti. Xem Cam Quýt đẩy quân nào. Cam Quýt sẽ là người đẩy để có thể hỗ trợ luôn. Và như vậy là Seng đang một giò một lạc đà vào phía bên trong cánh. Tôi nghĩ không thành vấn đề. Bài Quýt khỏe lắm. Và bài Quýt đang ruộng tròn rồi. Bài Quýt này như một con trâu luôn. Sẽ là chặt cô hai sớm và tăng A. Phonician cố gắng là ép trâu bò quân lên. Xi măng tình hình thế nào? Có ổn không? Tham Mai vẫn đang 24. Vâng, được Seng đẩy quân sớm nên là Tham Mai vẫn đang ổn. Bên kia đội bạn mà có phù thì chúng ta có cung là bắn rồi. Y dồn lên. Vâng, đẩy Y lên để đấm bay nhà Seng. Thế trận này tôi đang thấy là vẫn có cửa thì chúng ta đấy nhá. Vâng, vẫn đang có cửa. Tôi thấy là cái cánh bên kia khả năng là chơi được. Cánh bên này thì chưa biết thế nào mà lần. Cánh bên này thì có cung phô của ông anh bắt đầu đẩy. Cánh bên này nhiều khả năng chúng ta chỉ ăn và thủ thôi. Cánh bên này chỉ ăn với thủ. Còn cánh bên kia khả năng cao tôi nghĩ là có thể cân và thậm chí là thông được cánh. Vâng, thông thậm chí là có thể cân được cánh đấy. Cánh bên này sẽ là rất vất vả đây. Vâng, cánh bên này có cả cung của màu 3 đẩy luôn. Và ngựa chém của màu 2. Đây là màn hình máy của game thủ Hoàng Mai Nhi. Nhưng cung này là cung của đội bạn, đó là cung của Babylon thôi. Chúng ta là cung Egypt. Cánh bên này chúng ta phải tận dụng tối đa cái sức mạnh của cung Egypt và trì tràng và thủ. Quay trở lại với game thủ Cam Quýt ở cánh bên này. Quýt bên này bắt đầu tăng A rồi và bắt đầu dí sang, vâng, dí vào nhà của người cầm Seng. Màu 1 là game thủ Hoàng Mai cũng đã đẩy cung phô sang bên này để có thể hỗ trợ cho game thủ cầm Seng. Và tốt, 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 tốt. Vẫn tiếp tục là tốt. Và chúng ta đang về để có thể bắt lạc đà. Còn cánh bên này thì cũng sẽ không thể thông ngay được. Khi mà cánh này của đội bạn là Seng phô, nó cũng sẽ là khỏe. Quay trở lại với cánh bên kia xem tình ra sao. Đây là Y31 và đang tạm ổn. Đây là màn máy của game thủ cầm bằng Egypt của chúng ta đang sang hỗ trợ cho game thủ Tuti. Tuti biết anh mình mất tham sâu không? Như vậy tham lai vẫn đang là 22. Bằng Rome Baby Seng, bằng Seng phô. Rõ ràng là quân của đội bạn thì là khỏe hơn so với chúng ta. Bên này cũng đang rơi vào một thế thủ. Cánh bên kia liệu có thể đi công được hay không? Đây là bài 1. Có cả Y kẹp với cung phô của game thủ Cam Quýt. Và tuần này bắt được quân của Hoàng Anh là ngon này. Chưa phải e được để có thể bắt quân. Vâng, đang hơi giật ở cái màn hình máy view. Hôm nay là 60. Và bên này thì chúng ta đang áp lực lên nhà của người cầm Seng đầu cánh. Có cả Y đâm và có cả cung R4 kẹp cùng. Khả năng cao tôi nghĩ nó bay nhà dành cho Seng đấy. Và khả năng cao là bay nhà đấy. Cung phô chúng ta không ít hơn so với đối phương. Không, Seng bên kia vẫn đang ra 2L được. Khá căng. Công nhận là Seng nó cũng dễ đánh thật. Ăn chanh nhưng mà nó ra lên đời sớm hơn, nó ra ruộng. Sau đó là nó tròn 2L đều. Y vẫn đang dồn lên. Xi măng vẫn đang dồn Y lên. Và có cả Y lao vào trong nhà rồi. Có cả Y lao vào trong nhà. Cố gắng lên nào. Cánh bên kia khả năng cao là thua. Thua cánh. Không, Hoàng Mai Nhi vẫn tham lai là 71 này. Mà vẫn đang 71. Nhưng mà chúng ta thì cánh bên này đang là một thế thủ. Chưa nhìn thấy nhà màu 2, cũng chưa nhìn thấy nhà màu 3 đâu cả. Và đây là một tấn ốp đến từ đối phương. Một tấn ốp vào thẳng nhà của Hoàng Mai Nhi. Đánh thế này thì cả màu 2 và cả màu 3 bên kia đều khỏe. Và chưa nhìn thấy nhà của màu 2, cũng chưa nhìn thấy nhà màu 3 đâu cả. Vâng, thế này thì họ dồn cho ai lên 4 sớm cũng được cơ. Vâng, họ dồn cho ai lên 4 sớm cũng được. Họ dồn cho Seng của Hồng Anh lên 4. À, của, xin lỗi, dồn cho Phô lên 4 được. Và dồn cho Babylon lên 4 cũng được. Bởi vì chúng ta chưa thấy nhà của đối phương. Đây, chúng ta có thể thấy. Chưa nhìn thấy nhà Hồng Anh, chưa nhìn thấy nhà màu 3 đâu cả. Thậm chí cánh bên kia chưa nhìn thấy nhà màu 2 đâu. Từ đối khê.
Vâng, bạn đang là tương đối khê đấy. Tám mươi lăm. Rồi đào vàng lên 4 rồi, tôi nghĩ bên kia đội bạn đang cho một ai đó lên 4 rồi. Khả năng cao cho Babylon của cái đủ công chính đích lên 4. Họ không thấy dồn nữa. Vâng, không thấy họ dồn nữa. Thì nhiều khả năng cao là họ đang đứng về nhà đứng thủ để có thể lên 4. Chắc là đang kích 4 để chắc đang kích 4 rồi, thế nên là họ đứng ở nhà luôn. Vâng, họ đứng ở nhà luôn. Bên này tham gia là 69 đến từ game thủ Cam Quýt. Vẫn ăn và công lên là rất mạnh mẽ. Nhưng màu 3 có một tên tạt cánh đánh đầu. Vâng, họ có một tên tạt cánh đánh đầu là quá khó chịu. Một tên tạt cánh đến từ game thủ cầm Babylon. Bảo sao tôi lại tưởng là họ đang ở nhà lên 4. Nhưng hóa ra đấy là một tên tạt cánh đánh đầu đến từ game thủ cầm Babylon. Thế thì Hoàng Mai Nhi bên này lại cũng lại phải đẩy lên thôi. Hoàng Mai Nhi bên này có thể phải dí lên. Còn phải dí lấy bay nhà màu 2 đi. Khi mà bên kia đội bạn đã không có màu 3 sang kê cho màu 2 nữa. Không, như vậy là vẫn có một vài con khung của màu 3 sang kê. Nhưng mà tôi thấy số lượng là không nhiều. Để bay nhà màu 2. Vâng, Tuti thì hình sao? 25. Và 100 của game thủ Hoàng Mai Nhi. Nếu mà cho Hoàng Mai Nhi lên được 4 là vẫn có cửa nha. Nhưng mà phải để cho Hoàng Mai Nhi lên được 4 cơ. Bên này là 42 đến từ người cầm Greg. Và một tên tạt cánh là quá khó chịu đến từ game thủ cầm Babylon. Hoàng Mai Nhi tôi nghĩ là anh phải áp lực luôn vào nhà màu 3. Bên kia họ đang đi rất nhiều quân sang cánh của Cam Quýt và cánh của người cầm Greg xi măng. Vâng, chính ra nếu mà Tuti xin lỗi game thủ cầm màu 3 mà không tạt sang ấy là cánh bên kia còn yêu ấy. Vâng, chúng ta đẩy bay được nhà người cầm sen rồi. Vâng, đây là màn máy của game thủ Hoàng Mai Nhi đây. Đầu máu đã có, giáp 4 đã có, mắc công nghệ của đời 3 rồi. Vàng thì vẫn đang đào ra thêm ruộng để có thể cố gắng lên 4. Vâng, ai sẽ là người lên 4 ở bên kia đây? Đây là 28 đến từ Greg, bắt đầu có y để có thể dọn dẹp nhà màu 2. Và đây là cái thủ Hoàng Mai Nhi, một tấn công lên. Cung của chúng ta là cung Egypt, bên kia là cung cung Babylon. Nature để là hợp lý. Vâng, Nature để là hợp lý rồi. Vâng, tuần này tôi nghĩ là cung vẫn ăn được, giật quá nhỉ. Giật quá. Vâng, tuần này ăn vẫn ăn được. Tôi nghĩ tuần này ăn là ăn tươi luôn. Cung của chúng ta là cung Egypt mà, nó khỏe lắm. Và chúng ta để Nature rồi bên kia đội bản đảo không ăn thua. Và bản đảo là cũng không ăn thua. Và có một vài con ngựa chém có màu 2 không thành vấn đề. Rồi kích 4 rồi. Thế bên này mất nhà chưa? Như vậy là 18 đến từ game thủ cầm Greg. Đây là 61. Ở cánh bên này vẫn gọi là sạch sẹo được. Vẫn là sạch sẹo được. Ôi, thế này là tươi đấy nhá. Vâng, thế này là tươi đấy. Thế này tôi nghĩ đang lại là một thế tươi dành cho chúng ta cơ. Chứ không phải dành cho đối phương. Babylon bên kia họ chưa lên 4. Thì như vậy là phô lên 4 để đánh nhau với đạp đôi Egypt à? Mấy bên kia ai lên 4 nhỉ? Vâng, thế trận này đang là một thế trận tươi đấy. Nhưng mà chuẩn bị ăn một tân ốp rồi. Khả năng cao là chuẩn bị ăn một tân ốp. Mà một bên kia sẽ tạt cánh sang chặt. Chúng ta vẫn đang ốp tiếp vào nhà của game thủ màu 3. Nhiều khả năng cao bên kia họ sẽ ốp nhà của game thủ Hoàng Mai Nhi ngay sau đây. Ở chỗ nào yếu thì bo lại nhá. Nhiều khả năng cao là họ sẽ cho một tân ốp. Rồi đúng rồi, Tuti bây giờ có y để có thể dọn dẹp nhà của game thủ cầm màu 2 là hợp lý. Tham hai 34. Và lát nữa lên được 4 nữa thì càng mắc binh. Nếu mà chúng ta có một vâng chỉ cần y đẹp thôi. Tôi nghĩ chưa cần phải y thần nên đánh đời 4 cái trận này là ngon. Bên kia đội bạn là đạp đôi của Phô, đạp đôi của Roman này. Vâng, đạp đôi của Seng này thì gặp y thì nó xiên tất. Quay trở lại với cánh bên kia xem Cam Quýt còn bao nhiêu. Cam Quýt tham hai tụt xuống còn 39. Vâng, từ 61 tụt xuống 39, mất khá nhiều tham. Xi măng chắc cũng yếu rồi, cánh bên này yếu. Như vậy cánh bên kia đội bạn Phô khỏe. Vâng, Phô của game thủ Cam Quýt đang đi ăn hoang để có thể hồi lại. Và bây giờ đây là một tên ốp đến từ game thủ 9x cộng. Kích được đạp đôi. Vâng, kích được đạp đôi rồi. Một tên đội bạn ốp, nhưng mà chỉ ốp bằng này quân thôi, mỗi một mình. Vâng, mỗi một mình công vào làm sao mà giết được Hoàng Mai Nhi nhỉ? Vâng, mỗi một mình ông công này thì giết làm sao được Hoàng Mai Nhi? Khung của đội bạn chỉ là cung Babylon, không phải cung hit. Giết thế quái đâu được. Này thì chúng ta chỉ mất lực đi thôi chứ còn... Mất một chút lực đi thôi chứ... Vâng, họ công thế quái được, giết thế quái được Hoàng Mai Nhi với bằng này quân. Đạp đôi của Hoàng Mai Nhi là đạp đôi khỏe nhất ở trên cái sới đây rồi. Nếu đánh đời 4 thì tôi nghĩ là con Greg mà lên được 4 nữa là mắc binh luôn. Vâng,
Hồng Hai bên kia thì vẫn đang ra được bằng sọc đơn, xin lỗi ngựa chém, đó là Roma. Hồng Ba đi những tấn quân khá hảo. Và bên kia đội bạn hai người lên 4 cùng một lúc. Vậy là hai người lên 4 cùng một lúc. Tôi nghĩ là còn Egypt lên được 4 thì nó là khỏe rồi, nhưng mà bên kia họ lại hai người lên 4. Kiểu hai người lên 4. Cánh của Pho và Greg cam quýt và xi măng mà không bị tạt một tơn thì tôi nghĩ rằng là bên đó thắng canh. Các bạn, chúng ta ở một cái thế thủ quá lâu. Chúng ta một cái thế thủ bằng một cái thế thủ quá lâu. Không thể làm cách nào khác được. Và 0-1 ở trong trận đấu thứ hai. Và chúng ta quay quân thôi. Vâng, chúng ta là Rome Rome Baby Baby. Hai Rome hai Baby bên kia các bạn cho Son Hit và hai Minoan. Vâng, đánh rồi. Đây là Babylon của màu 3. Đây là Roman của màu 1 này. Đây là Baby nữa. Và như vậy là hai Roman ở trong cánh, hai Rome ở trong cánh, hai Baby ở phía ngoài. Sắp xếp khó chịu thật. Ice,
Vâng, chào anh Mạnh Dế nhá. Đúng rồi, em đang bình luận đây. Bài khá may mắn đấy, chúng ta thấy được ba con voi ở vị trí này và né được đôi sư tử. Vâng, quan trọng là thấy được voi nhưng mà né được sư tử và sống sót là trở về. Đây là Tuti. Tuti cầm baby long. Họ mà như người đi dâm lòng. Bài hoàng mình rất giàu nha. Bạn có thể thấy bài hoàng mình rất giàu. Rất nhiều hiêu voi của vực nhà chính và 24 dân. Bài này bài dâng lờ vẫn trong chín đấy. Ủa nhà của baby lon vẫn còn đồ kìa, giàu thế nhỉ. Map này map tươi cho chúng ta đấy, tôi cảm giác là map này map tươi. Màu hai cũng giàu, màu một cũng giàu. Bài lên đời xong còn nguyên màu quả kinh thật. Lên đời xong còn nguyên màu quả để có thể ăn hoa. Vẫn còn voi, vâng, cầu voi mỏi tay luôn. Xin chào người cùng tên nhá, chào Văn Hòa. À, em hết ngày 15 này em nghỉ. Đây là dâng rất sâu, cắm rất sâu dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Dâng là vẫn kích chín cái bài Roman này. Các bạn có thấy bài voi câu mỏi tay luôn. 1, 2, 3, 4 và nghĩ nhất là phải có tầm 5 con voi. Còn đóng luôn 2L luôn cho nó chất. Vâng, 5 con voi, 1 bầy hiêu và vẫn còn nguyên mỏ quả phụ. Vâng, lên đời xong tha hồ mà khai thác. Công giáp là sẽ là đầy đủ. Vâng, đóng luôn 2L, rất chơi người rơi. Ở trên đường đi dâng L có mỏ quả đấy, hình như đấy là mỏ quả màu 3. Vâng, chào anh Mạnh Dế. Xin chào anh. Vâng, và đây là màu 6. Màu 6 đó là cung chủ nực. Vâng, cung chủ nực của đối phương. Có con ngựa giò lại chưa có cái giáp. Chưa có giáp. Làm cái giáp không anh ơi? Mà bây giờ mà nâng giáp thì tôi sợ lại không đủ thực để có thể sóc ngựa chém. Chưa ăn quả. Vâng, chưa ăn quả thì phải. Vâng, cung chủ nực của đối phương đấy. Vâng, cung chủ nực của đối bạn đấy nhá. Rồi, có giáp rồi, thì phải là có giáp rồi. Tươi, chọc như này là tươi đấy. Vâng, Tuti đây không biết là bài anh đánh cung hay đánh tre. Vâng, anh đánh cung, màu 5 là người đi dâng lờ ra. Không, anh là người cầm chó. Vâng, cầm một con chó sói. Vâng, vẫn đang chọc là khá thôn. À, như vậy là bên kia đội bạn có tê rồi. Buộc phải buông thôi. Vâng, buông tay nhau ra. Thì tìm các cơ sở làm ăn khác của game thủ cầm Hitty. Cung chủ lực duy nhất phía bên đối phương. Tung tắc ở nhà thừa gỗ ra ruộng rồi anh ơi, không thì bo e vào. Đóng e đi anh Bách ơi, mid e đấy. Đằng nào cũng thế, đóng e đi. Ồ, đang ngồi ngoài này mà nói ở trong vẫn nghe thấy anh em ạ. Nói to được cái là trong vẫn nghe thấy được. Đứng dịch ra một tí. Vâng, đứng dịch ra một tí, đừng để cho đội bạn phát hiện. Rồi 1, 2, 3, 4, 5. Em có đánh rơi nhịp nào không? Chắc chắn là không rồi. Đúng đủ 5 con nông dân ở đây luôn. Không, nhưng họ đã có bánh xe. Nhanh gớm nhỉ. Và bài hit này đội bạn lên đợi không quá muộn đâu. Nhưng mà tôi thực sự là cái bài hit ở đầu cánh như thế này không bao giờ khỏe được. Vậy. Không được. Chưa vậy được e trong tình huống vừa rồi. Đây là baby lo. Vâng, đây là baby lo của game thủ Cam Quýt. Quýt là người đánh cung và đầu cánh là màu 8. Vâng, đầu cánh là người cầm màu 8, đó là game thủ Tú Xuất, người cầm Minoa. Minoa này chắc đánh chém, đúng là như vậy. Như vậy bên kia Hồng Anh là người đã đi dâng lờ. Họ vẫn còn có một con Minoa nữa có thể đánh được cung à. Vâng, họ vẫn còn có thể một con Minoa nữa.
Và đây là game thủ xi măng. Xi măng cũng là người đi dâng lò. Và xi măng đang là người vào chăn. Ồ, như vậy cánh bên kia là cánh hai cung. Vâng, cánh bên kia được bảo là cánh hai cung. Cung hit và min oan ôm nhau. Hit min ôm nhau. Quay trở lại với Hoàng Mai Nhi. Như vậy đây là bài của người cầm min oan. Min oan đó là game thủ 9x công. 9x công là người cũng đã có bánh xe. Vâng, cũng đã có bánh xe dành cho công rồi. Nó đi dài ơi. Vâng, một tình huống mà quá đáng tiếc. Không ổn rồi, không ổn rồi. Vâng, chém nó ghê rồi nhưng mà chúng ta lại không kịp lao vào. Tiếc cá. Vâng, nhưng mà đây là có cung gờ của game thủ cầm Babylon này thì công ơi, thủ hộ cái. Vâng, thủ hộ cái, hết bao tiền anh gửi. Hết bao tiền anh gửi, vâng. Vâng, nút sâu vào. Trời ạ, à, tiếc quá vậy. Vâng, A bị xịt. Vâng, A bị xịt một cái hốc nhỏ dành cho game thủ cầm Minoan bên kia thôi. Mình hốc rất nhỏ. Còn cung hitty của đội bạn ở đầu cánh thì cũng là một bài mà đánh trong kiểu lom của nhà bà Zom thôi. Lom của nhà bà Zom thôi, không có cái vị gì nhiều đâu. Đây là game thủ cầm Babylon vẫn đang khỏe nguyên với tầm này là 60. Còn đây là 22 đến từ Roman. Roman của game thủ xi măng đang bị màu 8 tu xuất chăn là khá nhiều. Còn đây là game thủ Tuti, tầm này là 24. Bài đánh bom quân bị game thủ Hồng Anh là người công tê vẫn ôm bom các thứ các kiểu vào nhà. Bây giờ thì phối hợp cùng với đồng đội thôi. Và Tham Ai vẫn đang cân. Tham Ai vẫn đang cân. Nhưng mà bên kia đội bạn, chủ lực của đội bạn thì mất nhà. Chính xác là bỏ bung nhà. Nhưng mà cẩn thận nhá, chưa thắng ngay được bởi vì chúng ta chưa ăn được nhiều dân của đối phương. Chúng ta chưa ăn được nhiều dân của đội bạn thì chưa thắng ngay đâu. Cung hit thì bài đánh kiểu liều tiêu thôi. Cung hit thì bài thực sự là rất liều tiêu. Nhưng cái vấn đề là bên kia đội bạn chưa mất nhiều dân. Và họ gom được quân đến từ game thủ cầm màu 6 tú xuất. Và cũng không thể chủ quan được khi mà Minoan bên kia hoàn toàn nó cũng có thể đi ăn hoa được ở đâu đó và nó đi dâng Nga và nhà chủ lực bên mình có khi lại gãy. Hoặc làm thêm mấy con dân hình nữa. Và cẩn thận nha, tôi chỉ sợ nhất bây giờ họ bỏ nhà xong là họ đi ăn hoang nhận đồ và dâng Nga lên nhà chủ lực của bên mình thôi. Dâng Nga lên nhà chủ lực bên mình thôi. Pha vẻ chưa thực sự là ưng rồi. Cùng baby ăn không được nhiều dân của đối phương. Xem gì sợ nhất là bên kia rồi bạn đi đánh cái kiểu là gom quân rồi bạn đi ốp. Vâng, đi ốp. Họ bỏ nhà và họ đi ốp như game thủ cam quýt. Đừng để cho con Minoan hồi lại. Vâng, đừng để cho con Minoan hồi lại. Minoan hồi lại được là căng đấy. Căng hơn cả dây đàn luôn. Màu 8 sẽ quay trở lại nhà của game thủ cam quýt. Đây là màn hình máy của game thủ Hoàng Mai Nhi. Anh đang quay trở lại để vào xúc vào nhà của game thủ cầm Min. Min đang muốn quay trở lại cái hốc của mình. Đây tình huống là Min sẽ lại chết thêm một tập nữa. Vâng, tập thứ hai dành cho game thủ 9x công. Chúng ta phải đảm bảo rằng con Minoan này không thể hồi lại được cái hốc của mình. Không cho được bạn hồi. Còn đây là bằng Tu Sở Ti. Hitty bên kia thì cũng không phải là một bài quá khỏe đâu. Bài bình thường. Nhưng mà Hồng Anh trận này đang chém là khá rát đấy nhá. Nhưng bên kia công ngoẻo rồi. Vâng, công ngoẻo rồi và công đi sai. Vâng, công ngoẻo rồi và công đi sai. Tỷ số là 1-1. Trận này chúng ta phối hợp với nhau rất hay. Khi mà cả màu 2, cả màu 1 và cả màu 4 vâng, lao vào để xúc luôn game thủ cầm Minoan ở ngay từ thời điểm đầu tiên. Phải nói là bài đẹp. À, bài ông nào của chúng ta cũng nhiều đồ ăn. Bài ông nào cũng nhiều đồ ăn. Đặc biệt là Hoàng Mai Nhi. Vâng, em nghỉ đến hết ngày 15 em sẽ nghỉ. Về quê trồng rau nuôi cá.
Vâng, chúng ta là Pan Sam Phô Xiang. Vâng, chúng ta là Pan Sam Phô Xiang, quân đẹp đấy. Pan Sam Phô Xiang, quân bên mình là đẹp rồi. Và mình ghi đội bạn là Samrom Phu Cho Son. Chúng ta là Pan Sam Phu Xe, được coi là tứ tuyển. Em thì đối với em con Summer nó cũng là con hàng tuyển chứ không phải là con hàng liều tiều. Anh cứ ngô về quê chăn bò à? Giờ mà ấy là có một đàn bò mà có một cái triền đế để mà chăn thì đúng là tuyệt vời. Bằng tuyệt con nhà bà vời đấy. Bây giờ mà có đàn bò lại giàu chứ có phải đơn giản đâu. Rồi, trận bản lề của xe đấu thứ hai này. Rồi, đây là phô. Phô của game thủ Tusanti. Có voi nhưng mà màu quả đầu như lều. Màu quả đầu hơi chán. Đây là màn hình máy của người cầm pang. Pan của game thủ Hoàng Mai Nhi. Đây là Siêng. Vâng, vậy là sắp xếp nó không thực sự được quá ưng ý dành cho chúng ta. Vâng, xin chào anh Hùng A Cao nhá. Chào anh Văn Bắc. Chào Khôi Anh. À, Hà Nam có đặc sản gì vậy à? Ở gần chỗ nhà em có đặc sản, đó là cá kho là Vũ Đại. Có chuối ngự Đại Hoàng. Đó là đặc sản. Còn ở vùng khác thì em cũng không rõ lắm. Nhưng em nghĩ là đối với Hà Nam thì hai cái món đấy là khá nổi tiếng đấy. Đều là những cái hàng mà người ta gọi là tiến vua đấy. Chuối tiến vua, chuối ngự Đại Hoàng. Bài Summer này cũng chưa thấy nhiều đồ ăn đâu. Quan trọng là con Pan. Quân thì chúng ta là đẹp hơn đấy. Quân này thì rõ ràng là chúng ta là đẹp hơn. Và đẹp hơn khá khá. Bên kia là bạn Rome và Cho Son thì là ngựa chém. Chúng ta đều là lạc đà cả. Lạc đà Pan, lạc đà của Summer hay là lạc đà của Sen. Tuti ở trận thi đấu này anh nằm ở phía bên trong. Thế như vậy là khả năng cao rồi, vẫn đánh cung. Vẫn đánh cung như bình thường, xèng chém cho cũng được. Nếu mà bài Summer bên này phải khỏe cơ. Cái bài Summer này phải khỏe cơ thì có thể là đánh hai cung ở cái bên kia Pan răng lờ chéo. Nhưng bài Pan, bài Summer này cũng chưa thấy có nhiều đồ ăn lắm. Quay trở lại với bài Pan của thủ Hoàng Mai Nhi. Bài Pan Hoàng Mai Nhi mắc rồi. Mắc rồi. Ba chém một cung cũng là một cái thế khỏe. Vâng, cũng là một cái thế khỏe. Bây giờ cảm quyết cái bài xe này đánh cái gì. Màu quả đầu là rất sâu nhưng đây là xe. Nên nói ép đời vẫn cứ ok thôi. Bất cứ là ô con nhà bà kê thôi. Vâng, chuối ngựa toàn chim ngựa. À đúng rồi, anh Trần Thanh nói cũng chuẩn nhỉ. Thế anh Trần Thanh thì có phải là quê ở Hà Nam không? Cá kho Vũ Đại, chuối ngựa Đại Hoàng, bánh cuốn Phú Lý. Vâng, bánh đa Đập Phúc. Chọn khá nhiều thứ. Quay trở lại với cái bài Pamiran này của game thủ Hoàng Mai Nhi thôi.
Bài pan này là một bài pan đen. Ba voi đưa về, nếu như vậy đi dâng lờ rồi. Bài kích là khá sớm dành cho cái thủ Hoàng Anh nhỉ. Vâng, 9:33. 9:33 với bài 10 và 19 dân. 9:33 với bài 19 dân của Palmera. Năng lượng. Vâng nào, xem ai sẽ là đối thủ của game thủ Hoàng Anh Nhi ở đầu cái. Chưa thấy ai à? Xa xôi thế nhỉ? À, anh Hiếu Doãn, em ở Lý Nhân. Rồi, may quá. May quá. Thật là có. Anh đóng được 2L rồi, anh chết thêm một dân nữa cũng chả quan trọng gì cả. Cái quan trọng là anh đóng được 2L rồi. Vâng, chưa gặp ai cả đen đấy nhỉ, đây rồi. Vâng, gặp màu 2 đó là Roman của game thủ Sang Club. Hai lạc à, bài chúng ta kích sớm, may quá, vừa kịp thời. Ui giời ấy, chưa được rồi, đi tìm dân ăn hoang của đối phương. Như vậy là họ bò mỏ vàng kín, bò mỏ gỗ đã kín. Bây giờ đi xem là ăn hoang của đối bạn ở đâu. Ủa, bà Roman này dò lỗi quả này. Vâng, cái mỏ quả ngay gần nhà này, ông Roman này cũng dò lỗi. Vâng, phía bên trong cũng là màu 4, cho sói, cho sói một thủ xuất. Xi măng biết là đánh cái gì đấy, hoặc đánh cung chứ, dâng lờ kiểu này chắc đánh cung. Mà anh Bách mà không đi giáp vào thằng màu 2 là nó phay yếu xi măng cũng lên đấy. Quay trở lại với game thủ Hoàng Mai Nhi nào. Và như vậy là ăn được mỏ vàng của đối phương. Là bà Pamela nó di chuyển là quá khủng khiếp. Như vậy là màu 4 này khả năng đi dâng lờ. Tôi nghĩ là đá ra ngoài khu vực ngoài bản đồ tí. Và vẻ khá nhanh tay dành cho game thủ Hoàng Anh. Không, đây là túi xuất, màu 4 là túi xuất, Hoàng Anh đến màu 1 cơ. Màu 4 này là cho son đi dựng lò chắc rồi. Đây là game thủ cầm sen, tham mai là 30. Vâng, sen đánh cùng, bắt đầu có tôn vào đầu. Như vậy là đầu cánh này là màu 2, xin lỗi màu 3. Màu 3 đó là Phonician của game thủ 9 x công. 3 cùng đờ tôi nghĩ rằng là cũng chưa chắc là có nhiều sát thương lắm. Làm tạm 2 dân của game thủ 9 x công đã. Xin mang là bài đánh cùng tham mai 24. Còn đây là game thủ Tuti. Vâng, Tuti cũng là bài đánh chém nốt. Vâng, Tuti là bài đi dâng lờ chém để cho game thủ vâng cầm xe. Như vậy cánh bên này nhiều khả năng là chúng ta cứa cổ luôn được ông màu 3 cung chủ lực của phía bên đối phương rồi đấy. Và vẫn còn đó là còn một con cung của Hồng Anh màu 1 nữa. Vâng, Hồng Anh là người ở phía bên trong cánh của màu 3. Cánh bên này đội bạn lại đánh hai cung. Bên kia màu 4 là người đi dâng lờ chéo. Đây là màn hình máy của game thủ Hồng Anh nhỉ. Đúng rồi. Và đúng rồi, màu 1 của game thủ Hồng Anh ở khu vực phía bên trong, khu vực góc 3 giờ. Bây giờ game thủ Hoàng Anh cũng đã có mặt ở đây. Và anh đang lao vào để có thể cứa cổ. Vâng, vậy này thì vậy em với chúng tôi này. Lao vào luôn anh Tuti ơi. Vào luôn. Nhiều là anh em ấy đã khử luôn là Hồng Anh luôn đấy. Ok, đừng để họ vẻ. Vâng, từ đấy để họ vẻ. Nhưng mà chúng ta lại chém để lao vào rồi. Và bên kia nó bắn chết luôn. Hồng Anh quyết luôn. Hay. Vâng, 2. Tỷ số là 2-1 ở trong trận đấu thứ 2. Ba nó có đột biến cái nó khác hay đấy, như vậy là Hoàng Minh chém ba nhỉ. Vâng, chém ba nhỉ đấy, chém màu 2 một tí, chém màu 4 dâng lờ chém một tí và xong là vào cứa cổ chủ lực bên kia Hồng Anh khi mà Hồng Anh chưa có quá nhiều cung rờ. Vâng, khi mà họ chưa có quá nhiều cung rờ. Chạy Linh nhà quê nhá.
phút thứ 10 phút thứ 17 vẫn có cả cung của Cam Quýt vào đây luôn. Tuti ở cánh bên kia thì cưới cổ màu ba rồi. Hay quá. Vâng, 3-0 BC, nghỉ sớm tôi đánh kèo tối là được. Vâng, là đẹp. Vâng, Hòa về Phủ Lý anh mời bia. À, khả năng sắp tới đây được anh Linh nhà quê ạ. Sắp đợt tới này khả năng được. Đợt tới này em nghỉ thì chắc là nó có trước khi về quê thì tạt qua Phủ Lý chơi một bữa vậy. Chốt mấy xe vậy bình luận viên. Bây giờ thì chắc là đánh cứ tới đến tầm khoảng 6 giờ là nghỉ. Nếu mà không dứt điểm được một bên nào đó không chạm ba về xe trước thì chúng ta sẽ đánh tầm khoảng 6 giờ nghỉ. Để còn nghỉ ngơi kèo tối. Kèo tối thường là kèo 7 giờ mà. Thế là mắc binh thì chúng ta đánh đến 6 giờ. Có thể là 3-0 VC thì chúng ta nghỉ. Cũng có thể là 3-1 VC. Rồi, quân nào. Chúng ta là vâng Mark Baby Pearl cho Son bên kia. Siang Egypia Summer. Quân lần này được bạn lại là đẹp hơn. Vâng, quân lần này được bạn là đẹp hơn. Chúng ta có Mark C. Nhưng bên kia đội bạn là Siang Egypia Summer. Quân rất đẹp luôn. Quân kia là quân đánh đời 3 hay đời 4 họ đều khỏe. Chưa quay à? Thế thì bảo họ đi. Bảo chưa vào đủ người chưa? Quay lại đi em ơi. Bên này bảo thế. Yes. Vâng, như vậy là quay lại quân anh em ạ. Vâng, chưa vào đủ là chưa quay. Tôi thì quay lại quân. Vâng, Rome cho Son hit mark. Họ vẫn đẹp hơn. Vâng, quay lại thì họ vẫn đẹp hơn thôi. Vâng, quay lại thì họ vẫn là đẹp hơn. Nhưng họ không có xe nhưng mà lại có bù và con phô. Vâng, Rome cho. Nói chung là định mệnh rồi. No. Vâng, Rome cho hit mark. Yes. Bên kia là AC. Egypt 4 và AC. Quân bên đội bạn vẫn đẹp hơn. Nói chung là họ vẫn dễ đánh hơn trên quân này. Holmes. Zoganta. Lorry. Zoganta. Lorry. Zoganta. Zoganta. Donna E. Zoganta. Alamar. Zoganta. Zoganta. Holmes. Và chúng ta ít ra thì có một con Hitty. Nhưng bài xem bài Hitty có gì ăn chưa. Ngó qua chưa thấy gì ăn cả. Đây là Roman. Vâng, hit Rome ở bên trong ôm nhau. Thế cũng gọi là được coi là mắc ấy chứ. Sắp xếp được coi là mắc ấy. Nhưng mà bên kia được bạn là A bằng AC Egypt 4 AC toàn hạng bằng hạng cung tuyển hệ ép đời được. Bên kia thì họ ai đánh cung cũng được thôi. Tôi nghĩ là đấy là tùy vào thế bài bên kia họ ai muốn đánh cung cũng đều ok cả. Vâng, em ở cuối huyện Lý Nhân. Xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
Và như vậy là có một tên đít. Mạng anh em ạ, bên kia cây quay phát bị sập. Vâng, cây quay phát bên kia đội bạn bị sập. Vâng, cây quay phát đội bạn bị sập anh em ạ. Thế đây là bị đứt view rồi. Khả năng đánh lại thôi. Không biết là chọn lại quân hay như thế nào. Chúng ta chờ đợi quyết định của các game thủ. Nhưng mà là anh em đợi một chút. Cây quay phát bên kia đội bạn bị sập nên là nó bị đứt view. Anh em chờ chút nha. Vâng, anh Trần Thanh ở ngoài Nhân Phúc thì chắc là biết em ở bên em ở ngoài Cao Đà đấy, chắc là anh biết, nói thế chắc là anh biết. Lại được quay lại quân à, cái này để xem các game thủ họ quyết định như thế nào. Bên kia họ đít mà, bên kia họ đít thì chúng ta có quyền. Máy quay phát của họ bị sập, may quá là có cây ngay bên cạnh rồi.
Và anh em đợi một chút nhá. Và đợi một chút để bên kia họ lên lại kênh đã, họ view lại máy, họ lên lại kênh đã. Chắc là quay lại quân thôi. Và rõ ràng bên kia rồi, họ đít mà. Và bên kia họ đít. Bên kia họ bị sập cây. Anh em chờ một chút. Và bên kia anh em đợi chút họ lên lại kênh đã. Họ lên lại kênh sóng rồi họ là view lại máy. Thao tác cũng phải mất tầm 5-10 phút. Tỷ số thì vẫn đang giữ nguyên. Vâng, tỷ số vẫn đang giữ nguyên là 2-1 dành cho chúng ta. Vâng, biết đâu đó tơn nít này nó lại làm một tơn mà nó lại đổi cầu. Và như vậy là không quay lại quân nữa, đánh luôn. Yes. À, chỉ đổi map thôi. Bên kia là bạn quân vẫn là như vậy, vẫn là AC Egypt 4AC. Phía bên chúng ta thì vẫn là như thế thôi, quân vẫn là như vậy, vẫn là rôm chó hit mark. Bây giờ đổi bằng đổi map thôi. Yes. Vâng, mấy em đang quay trở lại với kèo đấu với tôi. Đánh lại rồi. Ui. Vâng, Hitty trận này một mình một vương quốc cái này chết trở. Vâng, quân vẫn là như vậy nha anh em nhá. Quân vẫn là như thế, chúng ta vẫn là vâng, vẫn là room cho hit mark. Bên kia đội bạn vẫn là AC Egypt 4AC. Đổi chỉ đổi cái map khác thôi.
Bởi vì cái map kia thì mở ra thì chúng ta biết vị trí nhà các thứ các kiểu rồi, không ai đánh lại cái map đây nữa. Vâng, trận đấu của chúng ta lại được tiếp tục, tỷ số vẫn đang là 2-1 dành cho các game thủ của Liên Quân Vec. Và chúng ta đảo qua các màn máy khác xem như thế nào. Đây là cho son. Đồng Max C ở góc này có khi đánh cũng có cái ý thủ che thiên, khả năng góc này đánh A rồi. Và tôi cũng không dám nói to, không dám nói to anh em ạ. Ở vị trí này cũng đang tạm ổn đấy. Ở đây là Hitty. Hitty sẽ là ở vị trí kẹp xăm tỷ lệ rất cao, rất có thể là bị kẹp xăm. Thua bắt đầu từ đây hả? Là quân trận này đội bạn đẹp hơn, đội bạn có thể thắng được trận này nhưng tôi nghĩ là vẫn thua chung kết thôi. Vẫn thua chung kết thôi. Ngày hôm qua với lớp với đánh cặp với Dương Côi, đánh với Hồng Anh với cả Tiểu Bạch Long. Thắng 3C, vâng, thắng 3C đầu tiên, thắng 3 trận chung kết. Vâng, em nghỉ hẳn. Bên kia đội bạn nếu đánh đời 4 họ cũng khỏe nha. Đánh đời 4 có con Egypt thì cũng khỏe. Và còn AC với cái chất quân AC của đội bạn thì đội bạn chắc AC Pho với cả Egypt này toàn cung tuyển này thì họ chỉ thích đánh đời 3 thôi. Họ chỉ thích đánh đời 3 thôi. Chúng ta mà hơi bất lợi khi mà Rome, Cho, Son, Max C đều là toàn ngựa chém. Vâng, toàn ngựa chém. Vâng, chúng ta là ngựa chém với cái đội bạn toàn lạc đà. Nhưng mà với chất này nhá, nếu mà con Max C mà chủ của chúng ta mà đưa nhau lên được đời 4 con Max C ấy, Max C nó mới nguy hiểm. Y chiêng đồng 5 giáp 6 chắc nó cần hết mọi thứ. Và nó cần luôn cả hot AC, nó cần luôn cả đám đôi của Egypt. Voi phô nó cũng chẳng án. Voi phô có loại lù đù đấy nó cũng chẳng án cơ. Thì em về quê trồng rau nuôi cá thôi. Để gần bố gần mẹ, gần vợ gần con. Em nghỉ để em về quê. Vâng, về quê. Rồi về chăn mấy con lợn, nuôi mấy con lợn, nuôi mấy đàn gà. Gần vợ gần con. Ở nhà nuôi con, giáo dục con vậy. Trên này nó áp lực quá, cuộc sống như này nó áp lực quá. Bài của chúng ta vẫn cảm quyết lên đời sớm thế nhỉ? À đâu? Đây là Max C, Max C này là Max C của, đúng rồi, Max C của Quýt đây.
Mặc xe của màu 8 lên đời sớm thế chưa? Chân hay. Vâng, có kẹp thăm. Vâng, kẹp thăm đó là màu 2 Egypt. Vâng, kẹp thăm đó là con Egypt. Như vậy đây không phải là bài đánh y kiểu y thủ hay là cung A cũng yếc gì cả. Vâng, đánh cung A của Max C để đối đầu với cái loại cung tuyển bên kia nó cũng phải là điều hợp lý lắm. Ồ. Toàng. Vâng, bị lừa rồi. Vâng, bị lừa rồi. Cảm ơn anh Phạm Ngọc Đức nhá. Trời ơi, lợn đang tăng giá. Lợn đang tăng giá, nuôi được lợn tập này cũng là mắc calabeo đấy. Màu 2 là người kẹp xong. Đây là màn hình máy của, như vậy màu 2 cũng là người đánh chém. Đây là cho son của game thủ xi măng. Và màu 3 là đầu cánh. Vâng. Đây là Maxi. Đây là Roma. Như vậy là màu 4 là người đầu cánh đánh chém. AC của thủ xuất đánh chém này. Vâng, màu 2 Egypt đánh chém rồi. Như vậy đội bạn còn phô và còn AC của Hồng Anh. Hồng Anh thì chắc là đánh cung thôi. Hồng Anh AC kiểu gì chả đánh cung. Và màu 2 có ngựa giò và có cả nhà bia. Thế họ đánh theo kiểu hôn mã. Vâng, họ đánh theo kiểu hôn mã đến từ game thủ cầm màu 2. Bài của Quýt là bài mà có hốc. Có khung nhà luôn. Đây là Hitty. Hitty chúng ta đánh theo kiểu khung gọn. Còn đây là Max C đây. Như vậy là có lạc đà và có cả khung R. Ngựa chém chúng ta sẽ truy đuổi. Và ngựa chém chúng ta là ngựa chém công giáp đầy đủ. Và đây là chém của Max C, anh em biết rồi. Cái loại này nó chém thì nó đuổi bằng chết thì thôi. Vâng, họ đuổi cái con ngựa chém của Max C nó đuổi đến bằng chết thì thôi đấy. Rồi, ăn được con lạc đà của đối phương. Bây giờ thì y đâm bay nhà L của đối bạn đi. Vâng, y đâm bay nhà L của đối phương đi. Và sau đó tiếp tục cho ngựa chém để có thể đi truy quét những con nông dân của người cầm Egypt. Hay là cho son. Vâng, cho son này của chúng ta bị màu 2 chơi thẳng vào luôn. Game thủ Hoàng Mani gì như thế nào? Cái này tham ai của Mani vẫn đang 27. Đối đầu với màu 4 đó là AC. Vâng, AC của đội bạn như tôi đã nói rồi, nếu chúng ta đánh cả ba quân ngựa chém thì chúng ta rất bất lợi bởi vì bên kia đội bạn toàn lạc đà. Vâng, bên kia đội bạn toàn lạc đà, còn chúng ta toàn ngựa chém. Và ngựa chém của chúng ta đánh kiểu như thế này phải đầy đủ công nghệ. Thậm chí là Hoàng Mani ở đây anh đã có chém 4 rồi. Và đây là màn máy Hitty của game thủ vâng, Tu Sati. Chưa ai đánh Tu Ti cả. Ứng. Vâng, vị trí này mà lại chả ai đánh. Anh đánh cứ kiểu là cứ phơi ra đấy. Tôi cứ phơi ra đấy. Bên kia đội bạn chỉ là cung phô thôi. Nhưng mà đội bạn sẽ là số lượng đông. Và tôi đang thấy số lượng cùng Phonesian bên kia khá đông luôn. Họ đang đứng ở phía trong. Chúng ta đứng ở trên dốc này cung hit bắn chả mấy mà bay cái BM đâu. Họ mà ra là họ toang ngay. Cung của chúng ta đứng ở trên dốc. Vâng, cung của chúng ta đứng ở trên dốc. Cứ đứng ở đây và đốt nhà BM của đối phương. Họ ra là họ thiệt. Vâng, họ ra là họ thiệt. Bởi vì chúng ta đang đứng ở trên dốc. Tờ này bình tĩnh, thậm chí là đợi chặt cô hai cũng không sao cả. Cùng hit thì nó đứng ở trên dốc và đốt mấy mà cháy được cái nhà đâu. Vâng, chuẩn bị bay BM của đối phương rồi. Thôi, bay BM nhưng chúng ta cũng không dại gì mà đút vào cái lối đấy cả. Còn đây là màn hình máy của game thủ Hoàng Mai Nhi. Anh đang bị màu 1 đẩy cung luôn. Cảm Quyết tình ra sao rồi. Vâng, Cảm Quyết thì vẫn đang cố gắng đi chăn dắt dân của game thủ cầm màu 2. Đó là sang club. Còn đây là màn hình máy của game thủ Tu Sati. À, xin lỗi, của game thủ cầm cho son xi măng. Ở xi măng tham ai vẫn đang ổn đấy. Cả bốn nhà chúng ta tham ai vẫn đang rất ổn nhá. Còn đây là màn hình máy của game thủ Tu Sati. Và anh đang có một turn off. Đúng rồi, đốt BM nhưng không ai dạy gì mà chui vào cái lỗ nhỏ đấy. Vâng, không ai dạy gì đâm vào cái ngõ cụt đấy cả. Bài 4A vẫn đang vắt là siêu đều dành cho game thủ Tu Sati. Đang vắt là siêu đều. Nhà BA của đội bạn là đóng ở dưới dốc. Lấy được nhà cung chủ lực của Phonesia này là tươi này. Vâng, Hồng Anh thì đang đẩy ở cánh bên kia cơ. Vâng, ở nhà mình thì có bị màu 2 ốp vào một turn nhẹ. Vâng, ốp vào một tên nhẹ, kéo 4 con về thủ là thoải mái thôi. Họ cũng chỉ có 4 đơn vị quân trong tình huống này. Cần thiết thì để nay chờ cũng được anh ạ. Vâng, cần thiết nếu mà mất tay của anh để nay chờ. Đây là game thủ Hoàng Mai Nhi. Hoàng Mai vẫn đang 28, Hoàng Mai Nhi vẫn đang cân cánh bên này. Rất tốt khi phải đối đầu với con AC của game thủ Tú Xuất. Cam Quyết sẽ là người có cả nhà nữa. Vâng, Cam Quyết là người sẽ có cả nhà nữa. Và có cả... Vâng, thêm những nhà bi nữa. Tôi nghĩ thêm những nhà bi nữa. Và giải y xung quanh ở cái nhà của mình. Sau đó là lên 4. Như đã nói rồi, con... Vâng, con Max C này mà lên được 4 thì nó sẽ là cực kỳ bá. Con Max C lên 4 được thì nó sẽ cân cả cái bản đồ này. Nhưng mà phải lên được 4, bên kia 47 dân đến từ Hồng Anh rồi. Tham mai chúng ta đang có dấu hiệu nhỉnh lên một chút. 26.
Vâng, ôm được không? Báo về bên kia đội bạn đang ôm game thủ Tusati á. Vâng, họ bỏ nhà. Và như vậy là Hồng Anh cũng đẩy sang cánh bên này. Hồng Anh đang đẩy cánh bên này. Và không phải để đẩy cánh bên kia, họ đẩy cánh bên này để có thể giữ luôn được cả nhà người cầm phô. Thời này là tôi mà Tuti cần phải giữ được tham, thực sự là khéo. Màu hai bên kia cũng không có quá nhiều lạc đà đâu. Cùng mình là cung hit. Vâng, cùng mình là cung hit, vẫn chơi thoải mái đấy. Vẫn chơi thoải mái, Hồng Anh đẩy không dám đẩy tất tay. Vâng, tôi này tôi chơi thoải mái luôn. Vâng, một tôi đi cung không quá to đến từ game của Hồng Anh. Vâng, dẩy nốt e ra. Và bắt Hồng Anh tôi này. Dẩy e và tiếp tục bắt Hồng Anh tôi này. Ê, để ý. Một hai con lạc đà nó chài kìa. Hay là cái gì nó chài kìa. Tuti tham mai tụt xuống. Vâng, vẫn đang tụt xuống. Tụt xuống là 42. Nhưng tôi này tôi mà đội bạn phối hợp quân chưa thực sự là mắc. Vâng, Hồng Anh chết hết quân rồi thì bây giờ màu 3 mới tới. Tuần này tôi nghĩ là vẫn thủ tươi dành cho game thủ Tusati. Còn đây là màn hình máy của các đồng đội khác. Anh em có ai tranh thủ lao vào nhà của đối phương được không? Bên kia màu 2 là người đang dummy ngược lại nhà của chúng ta. Hợp lý dành cho game thủ của màu 2 đấy. Bởi vì bên kia Tusati là người đang bị... Vâng, đang bị ốp, anh sẽ không thể kéo quân ra đây để có thể... Vâng, không thể kéo quân ra đây để có thể bắn y của game thủ cầm Egypt thì được. Y của chúng ta là y công 4 rồi. Vâng, tuần này là tuần hơi thốn dành cho game thủ vâng cầm màu 2 sang club. Khá khó chịu với cái tuần dummy này. Vâng, Tuti anh có thủ được nhà không? Vẫn được khoảng tầm 4 con cung R hoặc tầm 6 con cung R Egypt sang bên này thì ngon luôn. À chứ con cung R Hitty sang bên này là ngon luôn. Vẫn 6 con thôi. Tầm 5-6 con sang bên này là được. Cũng không cần phải vất hết sang đâu. Không thì cần thiết anh bỏ nhà đi cũng được, phải thủ được nhà cho cái thủ cam quýt. Vâng, quýt bây giờ mới tăng E2 thì phải. Đang một bài ngon lành canh đào. Rồi, ok. Bên kia sợ nhất họ đánh theo kiểu như này là Hồng Anh là người đang đào vàng để có thể lên 4. Vâng, họ lại cầm chân được con Mark C của chúng ta. Thêm một BI nữa đi. Đây là màn hình máy của game thủ cầm cho so. Bên kia như vậy là họ vẫn đang giữ được nhà cho phô. 60 24. Đây là 50 đến từ game thủ Tusati. Và Tusati anh vẫn đang còn nguyên nhà và bắt được khá nhiều quân của Hồng Anh kìa. Nhưng mà Hồng Anh thì bây giờ chả ai đánh vào cả. Chả ai đánh. Không biết là họ đã đào vàng chưa, cái máy nó lag. Và một tên soi tham bài mà cũng chả biết là như thế nào. Vâng, Tuti anh vẫn được mấy con QR sang đây không? Anh vẫn được mấy con QR sang đây thì nhàn. Vâng, chỉ cần tầm khoảng 6 con QR của Hitty sang đây thôi. Chứ nếu mà không có QR của Hitty sang đây thì game thủ cam quýt thì sẽ rất khó để có thể to ra. Sẽ là cực kỳ khó để có thể to ra. Vẫn mấy con cung hit sang bên này được không? Câu trả lời là không. Mà 28. Vâng, y của Mark C đuổi y của Egypt. Cái này thì quýt lại không to ra được. Cái này thì quýt thì không bao giờ to ra được. Khổ. Đánh cái này thì khổ thực sự. Y đuổi y này thì bao giờ mới to ra được đây. Tuti bên kia vẫn đang phải chịu áp lực nhiều quá. Tạm mai đội bạn bắt đầu đè xuống và anh đã lên 4 xong. Thế trận này đang là một thế trận khó rồi. Vâng, thế trận là một thế trận khó rồi. Tỷ số là 2-2, chúng ta có trận chung kết ở xe đấu thứ hai.
Vâng, đưa nhau về đánh chung kết. Chung kết của xe đấu này, xe đấu thứ hai. Vâng, quân nào. Chả nhẽ họ lại đẹp hơn. Vâng, chúng ta là Promiac. Vâng, chúng ta là Promiac. Quân này là đẹp. Bên kia họ cũng đẹp, họ có xiềng. Bên kia Hồng Anh là người gầm pan. Min của Sang Club. Baby của Công Chí Ninh. Và Sen là của game thủ Tú Xuất. Và Hồng Anh cầm pan không thể đùa được. Hồng Anh là cái hệ ép đời mà. Vâng, Hồng Anh là cái hệ ép đời. Chúng ta có một IA, chúng ta vâng, 3 chém tuyển, 1 cùng tuyển. Đây là Pơ. Giờ đây là AC. Ở cùng đây là Roman. Bài vở nó sẽ quyết định khá nhiều trận này. Bên kia đội bạn có pan, vâng, pan sen đánh chém min baby đánh cung, nó cũng là một thế đẹp. Nhưng bên kia màu 5 và màu 6 là cầm cung thì chưa chắc là đã chui vào ở phía bên trong cánh. Thôi chúng ta cứ chờ, mọi thứ nó chỉ là dự đoán thôi. Bên kia họ có con pan có dấu hiệu là có loại có thể đột biến, của chúng ta thì có pơ. Vâng, pơ là một cái loại quân có thể đột biến. Đấy, pan pơ thì nó sẽ là cân nhau thôi. Harper sẽ cân nhau. Vâng, bài này mà không đánh kiểu tàu thì chắc không biết đến bao giờ thì game thủ Hoàng Mai Nhi mới có chiếc bé đầu. Chết với bà, mày chết với bà. Bài mắc của mắc rồi, bài mắc rồi, mắc rồi, mắc rồi. Ưng quá, nhìn cái bài này ưng quá. Bài Persian của cái đùa mà nhìn bài này mà không đánh theo kiểu tàu thì không biết bao giờ nó có chiếc bé đầu, các bạn có thể thấy. Vâng, nhìn cái thế nhà và rừng của chúng ta thì đã có rồi, nhưng mà gỗ đầu thì nó là siêu siêu cơ, vâng, siêu siêu xa. Vâng, cao đà nhân Mỹ chuẩn rồi. Thêm con voi nữa về. Đang khá là ổn áp dành cho bài Persia này. Bây giờ thêm một chiếc BS. Vâng, hai quả. Bài này đúng là bài mắc của mắc rồi. Hy vọng là hiệu 7 nữa thì ngon. Hiệu 7 nữa thì đừng quá, nhưng mà tôi cảm giác bài hiệu này là bài hiệu 4. Vâng, đúng là bài hiệu 4 thật. Cho nó cuốc vàng trước thì cũng được. Vẫn cứ ra đặt chiếc BG như bình thường. Bài có lẽ ăn 22 dân. Kể ra mày hiệu 7 đánh ít dân luôn. Vâng, kinh đời 623 và 21 dân. Bài này là bài rất ok và ổn áp dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Trận này mà không đánh theo kiểu tàu thì bài này không thể kích sớm được như vậy. Đảo qua các màn máy khác nào. Yamato chúng ta cũng đang khá là nhiều đồ. Vâng, Yamato đang khá nhiều đồ. Còn đây là game thủ cầm Roman. Roman này chết mất một dân rồi. Nhà cũng có đồ đưa về. Đoán cũng là được ý chứ. Vâng, đoán cũng là được ý chứ, có phải là không được đâu. Nhưng mà chết mất một dân rồi, hơi lãng phí, hơi đáng tiếc. Chả ai muốn chết dân cả. Và làm thêm tí thực đến từ những con sư tử nữa. Rất tiết kiệm. Cho đào vàng luôn cũng được. Hoặc là cho chặt thêm gỗ. Thực nó sẽ dồn lên nhanh thôi. Hơi đáng tiếc bầy hiêu nó chỉ là bầy hiêu 4. Bài này bầy hiêu 7 nữa thì đúng là mắc của mắc.
Vâng, quyết định cho đào bảng luôn cho nó chất. BL thiếu một chút gỗ, liệu là trong 8 được hay không. Vâng, BL đã được đóng, còn đây là BM. Kể ra có thêm một con hươu nữa thì dồn thực nó sẽ nhanh, nó chắc chắn ở trong 8. Vâng, 9-15. Hơi tiếc nhỉ, hơi tiếc quá, cái bầy hươu nó chỉ 4 con, hơi rách. Vâng, không sao, bài này vẫn là ổn. Đây là game thủ cầm AC, AC đương nhiên là sẽ đánh cung trận này. Quay trở lại với bài Yamato, Yamato bên này đối đầu với 1-8 Long Lê, dường như là người cầm sen. Vâng, bài kick 10 cũng là bài 10 sớm dành cho game thủ Tu Sati. Quay trở lại với game thủ Hoàng Mai Nhi thôi, xem anh sẽ gặp ai. Lên đời xong vẫn còn nguyên một mỏ quả nữa. Còn giá như đấy nó là bầy hiêu thì tốt hơn, thì chúng ta sẽ có thực nó dồn lên là cực nhanh. Nâng giáp đi anh ơi, tôi nghĩ là nâng luôn cả giáp lên. Cái bài kiểu như này nó sẽ bền lực. Như vậy là màu màu 7 Babylon của game thủ 9 x công chưa thấy dân của đội bạn đâu cả. Hòa mình đang vẫn có điểm số cao nhưng mà chưa thấy dân của đối phương. Lựa giò không giáp. Anh ơi thừa lực thì không biết anh có lên cái giáp không. Lên giáp cho nó sát thương. Ồ, như vậy là họ bò được rồi. Hai cái BE họ rất dễ để có thể bò. Và BE luôn anh ơi. Rồi BE luôn. Hai con lạc đà nở ra cái là nó sẽ mít vòng mít thảm. Đây là dân của game thủ 9 đi công. Và như vậy là chúng ta không giáp. Hoặc mình quyết định là để thực để sóc đều 2L. Để sóc đều 2L. Nhiều khả năng cao anh sẽ nâng chém 4 trước. Vâng, lạc đà nó chuẩn bị tới thôi. Lạc đà tới rồi, lạc đà tới rồi. Cố gắng giữ con giò anh ơi, đừng để chết giò. Vâng, đừng để chết giò, con giò của chúng ta còn ít máu. Và con giò này, con giò nó không có giáp. Vâng, tuần này tuần mà 9 x công sẽ chết sâu. Ý trời ơi, tiếc quá, chết mất con ngựa giò rồi. Vâng, tiếc quá, chết mất con ngựa giò. Là con ngựa giò mới thôi. Là con ngựa giò mới. Đúng rồi, bây giờ mà không có ngựa giò thì nó rất khó để có thể đi tìm dân của đối phương. Và đúng là bài mà nâng chém 4. Kích lại chém 4 anh nhá. Vâng, như vậy là chưa nâng được chém 4 đâu. Rồi, chém 4. Vào trong. Bắt đầu đi vào trong. Bây giờ thế thấy thêm bầy yêu nữa là ngon luôn. Đã qua các mảnh máy khác. AC tham mai còn 24 rồi, dường như bị ai đó chọc rồi. Đây là IA tham mai 30, đối đầu với màu 6. Màu 6 là Minoan, vâng, Minoan sang club. Và đây là người cầm Roman. Roman đối đầu với màu 8, sen của game thủ Tú Xuất. Sen của Tú Xuất là bài đánh, vâng, là bài đánh chém thủ P. Quay trở lại với game thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng, đỏ luôn. Vâng, đỏ luôn, đỏ luôn. Vâng, lạc đà của chúng ta không được rồi. Như vậy là màu 8 bên kia Tú Xuất là người vào chăn dân của game thủ Hoàng Mai Nhi. Lạc đà của game thủ Hoàng Mai Nhi đang rất đông, thực sự đang là cực kỳ đông. Anh đã vào băm người tiếp theo rồi. Hơi tiếc là chúng ta sẽ không ăn hoang được ở cái vị trí bầy hiêu này. Màu vàng chúng ta cũng đã bị mất. Tiếp tục đi truy sát dân của đối phương. Bài là đột biến dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Đây là bài mốt ở trong cánh, nó vẫn đang ổn. Đây là màn hình máy của game thủ cầm vâng, cầm Roman. Bên này Roman vẫn đang cầm tươi xiang đấy. Vâng, vẫn đang cầm tươi xiang luôn. Vâng, họ đã mang hai con phù để phù sọc đơn của chúng ta. Quay trở lại với Hoàng Mai Nhi nào. Chém 4, chém 4, vào rồi. Vâng, tình huống này không, vẫn chưa vào được. Nhưng mà ăn được một vài dân của game thủ cầm min. Vâng, tiếc quá. Không sao, không sao, không sao. Ông Anh là người đang kéo lạc đà về để có thể thủ hộ kìa. Ok, họ đi. Đây là người cầm IA. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chém, chém, chém ở nhà là BA luôn anh ơi. Ây, chết với bà. Vâng, đây là ngựa chém nó khác bọt với những con lạc đà. Hoàng Mai Nhi anh sẽ đục vào mặt bên kia. Và có thêm cả cung R của game thủ Cao Quýt ở đây nữa để chúng ta có thể ôm. Vâng, lạc đà ra để cản mặt những con lạc đà của Pan.
Đây là màn hình máy của game thủ cầm Yamato. Một tình huống mà màu 6 sẽ là yếu đi rất nhiều. Họ chưa chết. Vâng, họ chưa chết khi mà cùng A và đội bạn đang đứng tụ vào với nhau. Vâng, họ đang đứng tụ vào với nhau. Chưa chết nhưng sẽ là rất yếu. Và yếu đi là trông thấy luôn. Yếu thấy bà luôn. Đây là Pơ. Pơ là mai còn 16 rồi. Nhưng những gì Hoàng Mai Nhi làm được đến thời điểm hiện tại đang là cực kỳ nhiều rồi. Chém gần như màu 7 là yếu nhất mùng tơi luôn. Vâng, chém màu 7 gần như yếu nhất mùng tơi. Cam quý tầm mai 50. Còn bên này thì Roman vẫn đang cân phớ với Seng. Và vẫn đang gọi là cầm chân được Seng. Và vẫn đang cân tươi luôn. Thậm chí bên này tôi đang thấy là Seng mới đang là người đứng thủ đây. Vâng, vẫn là 3-2 dành cho chúng ta ở trong trận đấu này thôi. Tôi nghĩ vẫn là 3-2 thôi. Seng bây giờ có một vài cũng là đi bắn. Vâng, Seng bên này còn đang yếu hơn so với con Roman cơ. Tôi nghĩ là tham lai của Seng bây giờ không to bằng tham lai của Roman cơ. Một trận thi đấu mà các game thủ chúng ta đánh là thi đấu là cực kỳ tốt. Bây giờ làm sao có dám đứng lại không? Và đứng lại cậu phệt chết ngay. Vâng, phệt chết ngay. Các game thủ chúng ta đang đánh hai trận này. Đang đánh hai trận này. Tu sở ti tham lai 50. Vâng, còn Minoan qua được cánh bên này chắc còn khướt. Bên kia tham của màu 6 là tham to toàn quân rồi, họ không có nhiều dân đâu. Trong đó bên này chúng ta Yamato. Vâng, AC đẩy, tôi nghĩ là vẫn có cửa là để cho đội bạn nằm luôn. Bên kia đội bạn là màu 6 đang là một bài ép quân để có thể vâng, có thể thủ. Tham Mai thì không đè quá nhiều do màu 1 của chúng ta Persian đã bị yếu tham đi nhiều. Tôi nghĩ bây giờ anh Bách quả lại màu 7. Và anh Bách bây giờ đi quả lại màu 7 là xong rồi. Đừng để cho màu 7 một khoảng thời gian quá lâu để họ có cơ hội để hồi. Và màu 7 có hốc nhá. Vòng Tham Mai được bạn đè lại rồi kìa. Màu 7 có hốc, màu 7 thời điểm đầu tiên thực sự là yếu. Nhưng mà bây giờ cái thời điểm mà một khoảng thời gian lâu rồi chúng ta không ai chăn được đối phương. Và cần thiết thì tí nó bơm đồ cho Nia lên 4 được này. Cần thiết thì đánh để cần thiết thì để đẩy cho Yamato lên 4 được. Và xoắn gì đâu, Tham Mai bên này Hoàng Nhi còn 10 thôi. Bên này Roman coi như là cân solo trận này, Roman solo với Seng. Vâng, solo với Seng. Màu 7 đang có hốc nhá và họ đang hồi lại thì khá to đây chứ không phải nhỏ đâu. Còn đây là màn hình máy của game thủ vâng Cam Quất. Quất đang vẩy e để có thể bắt hết lạc đào của game thủ Hồng Anh. Thích tiêu ôm nhau để đẩy cho con Yamato lên 4. Đây là 10. Tôi nghĩ là ăn 7 hiệu này sau đó là Hoàng Mạnh Nhi bơm đồ. Cho xin ít gỗ lẻ đi. Đồng đội cho xin ít gỗ đi. Ngựa chém là chém 4. Vâng, Tusati bên này tham mai của anh đang là 65. Vâng. Anh bo hẳn cái mặt đằng đấy kín hẳn vào cũng được. Bo hẳn cái mặt đằng đấy kín luôn. Đằng nào chúng ta cũng phải đóng e. Bo cho nó kín vâng, kín đáo luôn. Không biết nhà nào đang làm gì thơm thế à rồi. Thích thì tăng thêm L nữa lên. Tăng thêm L nữa lên rồi là bằng nâng công nghệ lên mà thậm chí là cho Tuti lên 4 được mà. Không vấn đề gì đâu, chả soạn gì cả. Chúng ta đánh được 4 con IA này cũng khỏe. Hoàng Mai Nhi bên này tham ai còn 10 thôi. Còn đây là 87. Bên kia bài được bạn không có nhiều dân đến từ Minoan đâu. Họ đang phải ép châu quân. Vâng, họ đang phải ép châu quân để có thể nghĩ chuyện thủ nhà. Còn cánh bên này, vâng, cánh bên này thì Seng là yếu rồi. Nhưng mà cái vấn đề đó là ông màu 7, ông có hốc. Và ông màu 7 này là ông ấy có hốc. Bây giờ Tuti bên kia sẽ là người cầm chân để cho Cam Quýt đẩy cái hốc của thằng màu 7 đi. Chứ đánh thế này là màu 7 lát nữa là nó to đấy. Tham Mai thì vẫn đang cân thôi. Tham Mai thì vẫn đang cân thôi. Màu 6 bắt đầu phát triển to ra. Còn đây là màn hình máy mà chúng ta đang theo dõi màn hình máy của Yamato. Chưa ăn được một mình. Vâng, một mình Yamato khó ăn lắm. Vâng, Pan bên kia vẫn đang tích được một lượng lạc đà là rất đông đấy nhá. Pan bên kia tích được lượng lạc đà là đông đấy. Vâng, chạy vào đằng này là căng thế này. Vâng, chạy vào đằng này là nó bo bế kín hết rồi anh Tu đi ạ. Tên này là tên mà chúng ta bị bắt lạc đà, xin lỗi, bắt ngựa chém. Tham Mai đang là 60 bằng 70. Tên này chạy nhanh. Vâng, chạy nhanh, chạy được con nào thì chạy. Vào cái góc ấy là góc chết đấy. Vâng, vẫn như vậy là vẫn đang trâu chém chứ không phải là bài mà bơm cho. Vâng, bơm cho Yamato lên 4. Đầu máu đã có rồi. Giáp 4 đã có. Công 4, giáp 4, đầu máu. Tầm này tôi nghĩ không xoắn lạc đà Pan. Vâng, tầm này mà lạc đà Pan mà đàn vào đây thiêu là chúng ta thiêu luôn. Hồng Anh cũng không còn quá nhiều tham nữa đâu. Hồng Anh chỉ còn toàn lạc đà thôi. Vâng, tầm này ra cơ à. Vâng, đội bạn bắt được cường ngựa chém chúng ta và đội bạn quyết định lao ra. Rất trâu cung A đến từ game thủ cầm màu 6 Sang Club. 12, 13, tầm mai đây là 90. Vâng, AC cũng trâu quân ra.
Còn đây là người cầm Roman. Vâng, bên kia cơ bản là để cho con màu 7 này nó sống lâu quá. À, nó có hốc đẹp quá để cho nó sống. Và bây giờ màu 7 nó lại đẩy ngược lại nhà người cầm Roman chúng ta. Thế trận này đang căng trở lại. Vâng, thế trận này đang căng trở lại dành cho các game thủ của vâng Liên Quân Vec. Vâng, lạc đà của ông Anh không còn nhiều đâu, lạc đà của ông Anh không còn nhiều đâu, nhưng cũng được bạn thì đang quá đông. Ở lạc đà của ông Anh thì còn mấy con ấy để đảo thôi, ông Anh mất mấy con lạc đà là ông Anh không còn gì để thi đấu đâu. Không còn gì để thi đấu đâu, chúng ta là công 4 giáp 4 rồi, xoắn gì đâu. Vâng, theo dõi màn hình máy của game thủ Cam Quýt để rõ hơn cái tên bắt quân này của chúng ta. Chém luôn. Vâng, chém luôn. Ông Anh chỉ còn mấy con lạc đà ấy thôi, chúng ta là công 4 giáp 4 đầu máu rồi, tên này bắt hết cung A của đối phương luôn. Vâng, bắt hết. Vâng, bắt hết. Và sau tên này chúng ta mới là người dí ngược lại. Hồng Anh chỉ còn vài con lạc đà thôi, họ không còn nhiều tham đâu, tham họ bé mà. Vâng, sau tuần này chúng ta có lẽ dí ngược lại luôn. Một tuần bắt cung A là rất đau dành cho game thủ của màu 6. Vâng, nhưng màu 7 thì đang áp lực lên nhà của game thủ vâng Cam Quýt. Bên kia cái màu 7 cũng có cái hốc mà khó chịu quá. Vâng, ngoài mà nhìn thời điểm đầu tiên chém cho màu 7 là yếu nhất bùng tơi rồi, nhưng mà cơ bản họ có hốc. Và màu 7 thò đầu vào đây, không kịp phải e. Vâng, không kịp phải e. Tầm này thì game thủ Tuti chém gặp lạc đà, chém lạc đà, gặp cung A, chém cung A, thậm chí là chém bay nhà BA của đối phương đi. Bên kia không biết là họ có đi làm được thêm vàng hay không, họ có làm được thêm vàng hay không. Chúng ta quản lại từ cái nhà của game thủ Hồng Anh sang. Tờ này là tờ mà chúng ta sẽ dí ngược luôn. Vâng, rất nhiều cung của Assyrian. Và ngựa chém của game thủ Tuti đang tính hàng phúc. Hồng Anh hết quân để đảo rồi. Và tờ này dí chết Minoan thì cửa thắng vẫn là sáng. Và bên kia đội bạn quyết luôn. Vâng, rất hay. Vẫn thắng. Vâng, vẫn thắng. Và tỷ số là 3-2 ở trong trận đấu thứ 2 này. Trận chém Yamato rất trâu bò đến từ Tuti. Rất trâu bò. Và cái quan trọng là chúng ta lọt được ở tơn. Vâng, ở tơn đầu tiên ấy. Tơn đầu tiên ấy chúng ta lọt vào, nó khiến cho màu 6 rất yếu. Và họ đánh cung A ở đầu cánh. Họ phải ép quân. Tơn đó họ bị mất đi khá nhiều dân. Và bài này tôi thề luôn, lên sang club chắc thì khoảng tầm 35 dân đến 40 dân là càng đét. À, không biết là bên kia rồi bạn biết là bên kia, bên gần đây có nhà nào nấu gì thơm thuốc quá ấy. Đang đói nữa. Từ sáng ấy chưa ăn gì, không biết nhà nấu cái gì nhỉ. Nấu gì thơm thơm. Quay quá đi. Ở bên kia nó nhìn thấy. Và một trận thi đấu hay. Bên kia vâng 45 dần như vậy tôi đoán sai. Tôi đoán bên kia là tầm 40 dân nhưng mà họ là 45 dân, sai mất 5 con, 5 đơn vị. Hoàng Mai Nhi chém vào thời điểm đầu tiên là tốt. Còn Pơ thì không thể đòi hỏi là giữ được dân. Và xi măng trận này cân được xeng của game thủ cầm màu 8 là mắc binh rồi. Roman cân được xeng là ưng lắm rồi đấy. Trận này Tuti chém bằng điên dại luôn. Tham lai của người cầm chém đã cũng 7 bằng 6 xuỵch với 7 xuỵch. Cái khả năng ép đời Tuti vẫn là khét. Anh cầm chủ lực không được mắc binh thôi chứ anh chém vẫn rát lắm. Và chúng ta đến với xe đấu thứ 3 rồi. Tôi chuyển sẵn màn hình máy quay quân ra đây. Và quận Samsung Mark Baby. Bên kia đội bạn là Pơ Baby cho son phô cân. Vòng phô cân xeng rồi. Cho son với Mark C cân nhau. Baby cân Baby. Sam Pơ có thể cân với nhau được. Quân này cân, vâng cân chặt luôn. Vâng Sam
Không biết ai nấu cái gì thơm quá rồi anh em ạ. Đang đói chứ từ sáng chưa ăn gì. Hả? Ờ, bên mình có con Max C này nó khó chịu này. Max C bên kia bơ gì bơ phô. Bơ baby. Vâng, cho son phô. Vâng, theo như nhận định của Dương Cối thì quân bên mình là khỏe hơn khi mà có con Max C. Max C ở trong map 44 thì nó tôi nghĩ là lợi hại hơn so với con Pơ ở trong map 44. Nó khó chịu, nhưng mà Pơ nó đột biến giống như trận trước của Hoàng Mai Nhi thì chả biết đâu một lần. Chả biết đâu một lần. Con hàng Pơ Siam nó không đột biến thì nó cũng lìu tìu thôi. Nhưng con Max C ở trong map 44 thì đây là cái loại quân phá chiến thuật cực hay. Với những con Y sơ chiêng 3 của mình, Tuti là người cầm Max C. Đói thế. Đói thực sự luôn, sáng giờ chưa ăn gì. Ngủ phát đến 1 giờ. Bệnh lười. Ngày xưa thấy bảo là bệnh sĩ thì trước chết bệnh tim, nhưng tôi nghĩ là bệnh lười có khi thì trước chết cả vậy là bệnh tim cơ. Nói chung là mỗi một người sẽ có một khả năng. Vâng, mỗi người có một khả năng. Trong một team thì phải có người cầm chém, có người cầm cung. Vâng, có người cầm chém, có người cầm cung, có người chém khỏe, có người cung khỏe. Có người sẵn sàng bán máu được. Hệ Tuti là hệ 80 cân thì anh có nhiều sức để bán. Chứ mấy cho em vào thì chém bán máu thì toàn. Chạy dân tầm khoảng 5 phút thì thở hắt ra. Chả nhẽ bây giờ đi cầm mic để đi điều tra xem ông nhà nào đang tra tấn lỗ mũi anh em. Khó chịu thật. Đây là Max C đây. Đây là Summer Baby. Vâng, và Sen. Nói chung là sắp xếp như này là Max của Max rồi. Sen Max ra chém. Và Baby Sam trong ôm nhau đánh cùng. Chúng ta có Summer Hot Thần. Bên kia đội bạn cũng có con Baby và con Phô. Đánh đời 4 thì bên kia tôi nghĩ là gần như tịt. Pơ và cho son là hai chiếc quân đánh đời 4 cũng khỏe. Nhưng mà thực sự để cho Pơ đánh đời 4 được thì phải đồng đội phải là siêu khỏe thì mới đánh được, mới nuôi được con Pơ lên đánh voi điên. Và con cho son cũng thế, Z điên của nó cũng là một cái loại quân thực sự bá với số lượng nhân đôi. Nhưng mà để ưu tiên thì thường ra là người ta sẽ ưu tiên cho những cái đơn vị quân cơ động có hot đánh trước hoặc là đạp đôi để có thể đi càn quét bản đồ cho nó và đi quản vàng cũng như là quản map nó tốt hơn. Cho son là cái loại quân đánh đời 4 khỏe, nhưng mà tôi nghĩ là phải cho về sau, thời điểm về sau. Chúng ta mà ôm nhau Baby Sam ôm nhau đánh hot thân của Summer là sẽ là rất ba chai. Hoàng Mai Nhi là người cầm sum. C1 thì chúng ta có một trận mà Hoàng Mai Nhi là người cầm Summer đấy, đối đầu với hot thân của Max C vẫn thắng trận đấy. Homeless.
Và chúng ta cũng quay trở lại với trận yếu này thôi. Một mình game thủ cầm xe chúng ta lên đời. Như vậy bài pơ bên kia đội bạn dường như là cũng không đột biến cho lắm. Không đột biến cho lắm. Nhà nó xấu. Và đây là con ngựa giò của chúng ta. Xi măng là người đang có điểm số cao nhất. Hồng Anh bên kia không biết là pơ nó có đột biến không. Sắp xếp của chúng ta là mắc binh rồi. Đây là Mark Văn C. Mark C bắt đầu chạy giò. Quay trở lại với màn hình máy của game thủ Xi măng. Xem Xi măng gặp ai. Khá xa. Vâng, khá xa. Chưa gặp ai cả. Cái định mệnh. Vâng. Định mệnh thì không cho chúng ta gặp nhau à. Lên đời sớm đây thành cuối cùng đây, con ngựa giò như này là mất hết lợi thế lên đời rồi đấy. Chạy con ngựa giò kiểu này là mất hết lợi thế lên đời rồi. Như vậy màu 1 Hồng Anh người cầm pơ. Xà thế à rồi. Xà xùi quá. Như thế này gần thì chúng ta khả năng là giết ngay được con pơ. Nhưng mà xa kiểu này thì chưa chắc. Chúng ta đến nhà đối phương thì đội bạn cũng nhảy đời, đội bạn có lạc đà. Đây là con ngựa giò, Viper. Viper bên kia đội bạn không đột biến. Quay trở lại với bài bên này, chắc bên này sẽ gần thôi. Và đúng là như vậy. Gặp luôn Babylon của game thủ cầm màu 2 sang club. Vâng, sang club và người cầm Babylon, họ cũng là bài đánh chém. Như vậy là Pơ và Baby ở đầu cánh. Cho Son Pho, cho Son sẽ là người đi sang lầu. Một mình game thủ Tú Xuất sẽ đánh chủ lực ở trận này. Và một mình Tú Xuất sẽ đánh chủ lực ở trận này. Đấy, các nhà chủ lực của chúng ta bị ai dâng vào chưa? Tôi nghĩ là con cho Son nó đi dâng lò vào xúc đấy. Thôi quay trở lại với Mark Văn C. Mark C cứ có y để dây dưa và đâm nhà của người cầm màu 2 bài một má lạc đà, xin lỗi mà voi ở nhà 6 con voi ở khu vực nhà chính. Bài rất khỏe dành cho game thủ cầm vâng cầm Babylon đấy. Quay trở lại với sen của game thủ vâng cầm màu 6 xi măng. Bên kia đội bạn đã không đột biến nhưng mà họ cách nhà chúng ta xa quá, nó khiến cho game thủ xi măng chưa thể giết ngay được. Vâng, có dân màu 3 ở đây. Màu 3 đó là cho Son của game thủ chí tích cộng. Vâng, còn lạc đà đây. Ô, vâng, lạc đà này nó chém hai nhà luôn này. Vâng, lạc đà này chém hai nhà luôn đấy. Pơ cho Son cánh bên này rồi. Cho Son pơ cánh bên này. Vâng, như vậy cánh bên kia là Baby và Pho. Thế trận vẫn đang là ổn thì chúng ta. Cái này thì cứ có y thôi, cứ có y ra là ngon rồi. Quấn ruộng đấy là bảo kê khoanh ruộng, bên kia họ cũng đâm y ngược. Gọi Summer sang, anh Bách có cung sang bắn hộ con y là xong rồi. Ngay gần đây mà, ui giời, ngay gần đây sang bắn hộ con y cả. Anh Bách bắn hộ con y cả. Hai chủ lực chúng ta ôm nhau, chúng ta là hai chủ lực cơ. Và đây là game thủ cầm Seng. Pơ bên này thì chắc chắn là chết với Seng rồi. Bởi vì bài ui giời ơi. Vâng, họ bò thế nào ý chí mẹ. Chết luôn Pơ rồi đấy. Pơ trận này tôi cũng đang thấy tàng hình dành cho game thủ. Vâng, ông Anh Quýt có bị Pơ chém không? À không. Không tàng hình. Vâng, Pơ và cho Son họ dâng lò và họ chém vào nhà của Quýt. Họ chém Quýt thì không. I'm sorry. Hóa ra ấy là đang chém ở đây chứ họ không tàng hình. Nhưng lạc đà của bạn cũng không quá nhiều đâu. Còn đây là game thủ Xi măng. Xi măng bên này thì sẽ khỏe. Xi măng bên này thì sẽ khỏe. Cho Son quay lại tạt vào đây. Không ăn thua. Còn đây là Mark C. Mark C bên này cần bắn hộ được y thôi. Là bài Mark C này nó cũng vẫn sẽ là một bài Mark C khỏe dành cho game thủ Tu Sati. Và như vậy là có cung phô đẩy luôn. Bên kia thì game thủ vâng bên này thì game thủ Babylon cũng đã thủ xong nhà. Hoàng Mai Nhi sẽ là người sang kê cho game thủ cầm Mark C. Mark C tôi nghĩ trận này đánh 2 y là hợp lý nhưng dường như là chưa có. Vâng, chưa có đồ để có thể đóng 2 y. Vâng, cung bên kia đội bạn chỉ là con cung phô thôi. Summer của game thủ Hoàng Mai Nhi sang đây kê nhà cho game thủ Tu Sati là Tu Sati vẫn có nhà. Vâng, vẫn có nhà như bình thường. Always
60 đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi rồi. Anh sẽ sang kê cho game thủ Tuti. Đây 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 đây, đây là màn hình máy của game thủ Tuti. Cơ bản là vừa mất tay phải đi sang kê cho Cam Quýt. Bây giờ mới sang kê được cho Tuti. Và cố gắng bắt hết quân này của đối phương đi. Bài này tôi nghĩ 2i là hợp lý. Tầm này đang đè khá mạnh rồi. Và chúng ta là hai cung chủ lực nở mà. Bên kia thì con trận này cánh bên này 2i là chuẩn. 2i bên này đâm yếu nhà của game thủ Sang Club, sau đó là ôm vào đâm nhà của người cầm phô đấy cũng đẹp. Và mà không ôm thì cũng được. Và bên kia là bạn Quýt rồi. Thế trận rất dễ đánh cho chúng ta. 1-2-3 đã mất hàng. Vâng, 1-2-3 đã mất hàng. Tỷ số là 1-0 dành cho các game thủ của Hà Nam cộng Tuti. Trận sẽ đấu thứ 3. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Trận này cũng đang là tương đối nhàn. Chỉ việc ôm nhau sống là xong rồi. Chỉ việc ôm nhau sống là xong rồi. Mà lên trên này thì ông bà không lên chăm được thì mẹ lại đi thuê người trông nó chết. Và chúng ta đến với quân ở trong trận tiểu đấu thứ hai của trận đấu thứ 3. Phô Pan Min chó. Ở bên kia đội bạn là tướng Quýt chém kia mác rách rách ia kìa. Con cho son trận này có khi lại bá. Vâng. Con cho son trận này có khi lại bá. Và chúng ta có Phô có Pan là đẹp rồi. Phô Pan là đẹp rồi đã này. Bên kia đội bạn trận này chúng ta ôm được chết con Dia là xong đấy. Tôi nghĩ ôm được chết con Dia khả năng là xong. Tuti là người cầm Minoan. Và cho son của game thủ Cam Quýt. Bên kia Hồng Anh là người cầm Mark C. Hai con Greg kẹp ở giữa. Và con Dia là của game thủ Tú Xuất. Con đẹp rồi, con đẹp rồi, con đẹp rồi. Đẹp hơn dành cho chúng ta rồi. Ưng 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 ưng. Chi mừng, chi mừng. Chi mừng. Ui dồi. Vâng, anh em có thể nhìn thấy màn hình máy của game thủ Tu Sati rồi đấy. Quân này thực sự là khác. Vâng, Min thì nó khác con Mark C rồi. Vâng, Min khác con Mark. Con Cho Son thì nó là bố của Greg với cả Ia. Nếu mà Ia đánh chém. Còn con Pan, con Phô là hệ ép đòi. Trận này thích đánh và trận này kiểu gì mà bên kia đội bạn cũng phải ép cho Nia thôi, kể cả đầu cánh họ cũng sẽ cố cho Nia đánh cung thôi, chứ nếu mà họ không đánh cung thì tôi nghĩ là họ sẽ khó đánh lắm, bởi vì nó sẽ không có quân nào chống phù ngoài con Mark. Thực ra con Mark không phải là không phù được mà nó khó phù thôi, tỷ lệ phù thành công của Mark C là nó thấp mà nó lâu. Ice all of us.
À, chúng ta đang theo dõi màn hình máy pan. Pan này cũng không đẹp lắm. Ở đâu đây là cho son, xin lỗi. Đây mới là pan. Cho son hơi xấu. Đây mới là pan này. Và pan bên này thì là ổn. Còn có quả phụ, có voi. Đấy, bài pan nó phải kiểu như thế này chứ. Có hơn trăm thực cũng đã đòi kích đời. Bịp tôi thật. Quả đầu ít. Chắc quả đầu 6 cây. Còn voi thấy muộn. Xem có ai kẹp xong không. Bài pan này cũng không quá đột biến đâu. Nhưng bên kia đội bạn cũng toàn loại quân ép đời lưu tiêu đó. Hai anh Greg, con Max C, con Dia có khả năng ép đời được. Để đá nốt bầy hiêu về. Đi giặc lờ lên để cho Hoàng Vy đánh cung. Đấy góc này thì Tuti mặc định đánh cung A rồi. Bên kia họ mà đánh cung A của Yamato thì cho xin cái địa chỉ. Lát nữa chúng ta có quân. Và chúng ta có quân thì chúng ta sẽ đứng ở nhà thủ. Sau đó đi dâng A để có thể bắn Yamato cho nó gãy luôn từ đời 3. Hoặc cũng có thể thích thì đánh đời 4. Quân của chúng ta dễ đánh hơn. Quay trở lại với bài pan. Đây là pan của game thủ xi măng. Cái con hiêu và con nông dân thì vội vàng thế là rời. Vừa làm hết con hiêu với cái nó đứng dậy nó phi luôn. Thêm một con hiêu nó chết xa. Bài ổn dành cho người cầm pan này. Bọn mình kia xa thế nhỉ. Khả năng nhà của đội bạn tranh vinh ý. Vâng, Yamato. À, đây. Vâng, trận này thì ôm mỗi con Yamato là xong trận đấu rồi. Ủa, 5-6 bên này. Ồ, như vậy là Yamato kia đội bạn lên sớm nhá. Yamato kia lên sớm đấy, nhưng mà lại gặp ngay đúng cánh. Vâng, Panfo lên thời sớm. Ứng, chim ưng. Panfo bên này, hai ông bên này lên đời, ôm nhau lên đời sớm. Rồi ôi. Vâng, lạc đà pan chém vào cũng là đẩy thì chắc tôi không hiểu là đến phút thứ 16 đấy con Yamato lấy gì để có thể đỡ. Bây giò chưa tính là cái việc còn bị chọc giò hay là vụt luôn. Cố gắng nâng được cái giáp trước thì tăng sức sát thương cho năm con nông dân làm vàng đi. Nâng cái giáp trước không. Vâng, như vậy là công cả giáp rồi. Công giáp đầy đủ. Ăn đi. Phi đi. Cứ phi thoải mái đi. Không có dám ăn không? Đây, ra đây chọc cho đội bạn không ăn chứ. Vâng, ra đây chọc cho đội bạn không dám ăn chứ. Có dám đặt hết không? Đặt hết. Vâng. Đặt hết. Bên kia đội bạn chắc là dâng tất lên để đánh theo kiểu ôm bom thôi. Và bảo kê cho con IA. Dồn đồ cho IA để Yamato phải lên được 4. Chính chất quân này mà Yamato không lên được 4 thì họ vẫn khó đánh. Mà một Max C là người đi dâng lờ. Và những pha về E là tốt dành cho game thủ cầm Max C. À xin lỗi, của người cầm bàn. Hơi khó chịu nhỉ, lực của chúng ta sẽ yếu đi. Vâng, lực của chúng ta sẽ yếu đi khi mà bị con Max C này là người đâm. Kiểu gì nó cũng sẽ có gài một Y vào đây thôi. Nghĩ kiểu gì nó cũng gài một Y. Vâng, thủ P, đánh chém thủ P đây là cung A thủ P đây. Bên đánh chém thủ P là cung A thủ P. Nhưng mày là sống làm sao được. Ê. Vâng, rất tinh tế dành cho game thủ xi măng. Vâng, bỏ cái nhỏ để lấy cái lợi lớn, ok. Ôi giời. Vâng, khen chưa dứt câu để cho đội bạn đập chết con ngựa giò và họ lại vẩy được e. Đây là Tusati. Vâng, vẫn đang ổn. Đây là Hoàng Mai Nhi. Kiểu gì thì họ cũng sẽ có y đâm thôi. Cánh bên này 3 người đánh cả. Vâng, cánh bên này 3 người đánh luôn ạ. Đây là người cầm pan và đi chăn dân Max C đi. Kiểu gì nó sẽ đâm y thôi. Và như vậy là Max C dâng chéo. Greg cũng là người dâng L lên. 3 người đánh luôn.
Vâng, bàn phế luôn này. Bàn thì cầm hai con người luôn. Dở. Bên nhà được nhiều dân của Yamato thì thế trận nó lại dễ thở hơn. Bởi vì bên kia Maxe cũng đã đánh chém rồi, không đánh cung Hà rồi. Rách đang có một vài chiếc ruộng. Mất luôn vàng dành cho màu 2. Đây là game thủ Hoàng Mai Nhi. Kiểu gì thì đội bạn cũng sẽ có y đâm vào đây thôi. Tuti thì bài và sẽ là rất khỏe. Còn Cam Quýt thì mặc định là đánh nhiều phù trận này rồi. Mặc định là đánh nhiều phù. Họ đang ôm bom nhà của game thủ Tuti à. Vâng, như vậy là Max C đâm y bên này, chọc giò bên kia nhưng mà đâm y bên này. Khá dị dành cho đối phương. Vâng, đào vàng anh ơi. Ui, anh đặt cái EBS đào vàng hơi vội. Tuti được vào cái thế chủ lực và vào cái góc này là góc rất đẹp luôn. Cứ bình tĩnh thôi. Vâng, cứ bình tĩnh thôi. Vậy chiếc BS làm vàng là hơi sâu. Cho dân làm vàng anh Tiêu. Dân nó đóng S xong ở đây, cho dân làm vàng đi. Đây là màn hình máy của game thủ Hoàng Mai Nhi. Họ đâm y bên kia cũng được. Họ không ôm được chết con Minoan thì bên này con Phô lại càng khỏe. Vâng, có cả... Vâng, có cả K luôn ạ. Quay trở lại với game thủ Tu Sati nào. Vâng, có cả K luôn ạ. Hồng Anh đánh theo kiểu ôm bom mà rất khó chịu. Vâng, Hồng Anh đánh theo kiểu ôm bom mà rất khó chịu. Vâng, cực kỳ thốn đấy chứ đừng có đùa. Y này là y của Max C. Họ sẽ cứ ruộng họ rui. Thôi được rồi, kệ bên đấy đi đã. Để xem bên này. Bên này Hoàng Mai Nhi đẩy chết con Nia đi. Nia này là con hàng vẫn rất nguy hiểm ở trong trận đấu này. Con Nia này là con hàng rất nguy hiểm. Bên kia Minoan của chúng ta có thể khả năng bị yếu. Nhưng bên này thì đang rất khỏe dành cho Hoàng Mai Nhi. Đây là mảnh máy của game thủ Tu Sati. Tham Ai Anh vẫn đang 37. Vâng, y không giáp. Vâng, vụt là rất là hợp. Vâng, hợp lý. Vụt là rất hợp lý. Vâng, ra vụt cả ca luôn. Vâng, y họ vẫn còn. Ôi, té 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 té. Đây là màn hình máy của game thủ Hoàng Mai Nhi tầm 260. Đây là vâng Cam Quýt. Quýt đang mang phù về đây để có thể thủ hộ. Và thế ai đang đánh màu 3 rồi. Vâng, Hồng Anh thì vừa mất đi một tên tham. Hồng Anh vừa mất đi một tên dân. Thế như vậy là ai đang đánh màu 3. Màu 3 đang khỏe nguyên đấy nhá. Sang club bên kia đang khỏe nguyên đấy. Vâng, sang club bên kia đang khỏe nguyên đấy. Đừng có đùa. Vâng, đừng có đùa. Vâng, phù luôn được hai con y của đối phương rồi. Thơm luôn. Phù được hai con y của đối phương luôn rồi. À, như vậy là màu 3 dường như cũng là bài đánh công phù đập dân thôi. Và bên này là game thủ Hoàng Mai Nhi. Tạm bài là 53. Chặt cô 2, giáp 4. Đầu máu lên. Tôi nghĩ là phải có cả giáp 4. Như vậy là chặt cô 2, giáp 4 xong rồi cơ. Thiếu mỗi cái đầu máu. Còn đây là Pamiran. Vâng, Pamiran cái thời điểm đầu tiên ấy bị con Max C chọc vào hơi yếu một tí, nhưng bây giờ lại khỏe trở lại rồi. Khỏe trở lại rồi. Còn Max Hoàng Mai Nhi đẩy qua lên đây nữa thì đảm bảo cho con Yamato được bay nhà. Chắc chắn là con Yamato được bay nhà rồi. Chắc chắn là nó phải chết. Nó phải chết thì mới dễ đánh được. À, mới yên tâm là một và một kèo thắng dành cho chúng ta được ở trận này. Màu 2 đang có một vài con ngựa chém. Vâng, ra đấy bắt nốt. Không chạy chúng ta bắt nốt. Chạy không? Có chạy không? Vâng, bên kia quýt rồi. Vâng, chất quân này là rất dễ đánh dành cho chúng ta khi mà Yamato của đội bạn không được vào một cái thế ở đầu cái ở trong cái anh đánh được cung A. Họ phải đánh vâng, họ phải đánh chém ở đầu cánh, không có cửa bật 4. Vâng, hai con Greg gặp cho son của game thủ Cam Quýt là toang luôn. Thậm chí là game thủ Cam Quýt mang phù đây, phù được cả y của game thủ của Max C. Xong rồi, đơn giản thôi. Quân này, vâng, quân này nó dễ đánh. Quân này thắng thì không có gì bất ngờ, thua thì mới nhiều điều để nói. Còn thắng thì không có gì bất ngờ. Bên kia Yamato lên đời sớm nhưng đen. Vâng, nhưng đen khi mà lại gặp ngay đúng bài pan với cả bài phô của chúng ta cũng lên đời sớm. Quá đen dành cho đối phương.
Ui giời, 4 năm ông ở trong cái phòng mà không mở hộ em với cái cửa. Chán thật chị. Sang cả lắm cũng còn ngồi cười nữa. Tôi đến chịu với các ông. Trời ơi. Chán thật. Và chúng ta sẽ đến với tơn quay quần chung kết đầu tiên dành cho các game thủ của Liên Quân Ego Thái Bình cộng với Sài Gòn New. Quay đi, một trận quân xấu nữa thôi để có thể dứt điểm kèo đấu này nào. Đi ăn cái đói quá. Chiu Siang Pho Makava, bên kia đội bạn là Cho Son Siang Perzum. Cần, nhưng mà chúng ta có con Mark C. Tôi thấy con Mark C này nó có cái vẻ gì đấy khó chịu đấy. Và chúng ta là Siang Mark Siang Pho chứ. Vâng, Seng Pho Makata. Bên kia đội bạn có pơ. Bên kia Hồng Anh là người cầm Cho Son thôi. Được, ông Hồng Anh cầm cái loại quân này tôi thấy đỡ đáng sợ. Công cầm pơ. Và Tú Xuất là người cầm Roman. Họ quân cũng đẹp nha, chứ cũng không phải xấu. Họ cũng có tam tuyển Seng Pho Rom. Chúng ta cũng có tam tuyển Seng Pho Mak. Còn Mak C thì nó là khá khó chịu đấy. Nếu mà nó có một cái bài đẹp đâm y được. Bên kia họ cũng có một cung, nhưng mà cái thế của đội bạn là thế mà dường như chỉ có một cung R thôi. Còn chúng ta có thêm sự lựa chọn đến từ con Pho. Quân thì xem nhau, nhưng mà chúng ta thì dễ đánh hơn. Khi mà có hai cung R và có con Mark C, cái loại quân phá chiến thuật là cực kỳ thốn. Và cực kỳ thốn. All of my Và đây là bài Mark C. Đây là bài Siang. Đây là Kata và đây là Phonesia. Quân thì chúng ta dễ đánh hơn, nhưng mà cái tôi nghĩ chất quân này là xem nhau thôi. Bài vở bên nào đẹp hơn vì nó dễ đánh. Pơ mà nó đột biến thì nó cũng có thể vâng phay đôi nhà. Vâng, phay đôi nhà như kiểu trận Hoàng Mai Nhi cầm pơ kích sớm đây. All of them.
Quay trở lại với bài Max C, xem cái bài Max C có dấu hiệu gì của việc đột biến hay không. Bình thường thôi. Được, có đồ ăn hoang rồi, Vâng, Max C chúng ta đi dâng L. Bên kia Công là người cầm Pơ và có dấu hiệu đột biến. Như vậy là ai sẽ là người bị vâng, bị Pơ xúc trước đây. Vâng, như vậy là bên này Phô gặp Pơ luôn. Phô Pơ chơi với nhau. Cân, vâng, cân kẹo. Pơ đã nhảy đời xong rồi đấy. Lạc đà về kéo về thủ. Bên này thì Phô chúng ta cũng đã lên đời xong. Ui, gần nhau thế. Vâng, Phô Pơ gần nhau thế rồi. Vâng, gần lắm. Ta làm một nhà P ra không nhỉ? Vâng, làm một nhà P nữa ra là đẹp. Đợi gỗ làm một nhà P nữa là ok. Khả năng là Pơ này chết luôn ấy. Rồi. Pơ này khả năng chết luôn ấy. Vâng, Pơ bên này yếu đấy. Còn đây là màn hình máy của game thủ cầm Max C. Gặp đúng xiên. Ừ, cái bụng người kinh quá. Cứ giữ được mỏ vàng này là tươi. Vâng, cứ giữ được mỏ vàng này là tươi. Cho thêm dân ra đào vàng đi. Vâng, cho thêm dân ra đào vàng. Vâng, cứ giữ được mỏ vàng này là ưng luôn. Vâng, cứ cho vài dân sửa, một vài dân đào vàng như bình thường. Đội bạn ấy mang cả y sang đây để có thể chém. Vâng, đội bạn xin lỗi, đội bạn mang cả ngựa chém ra đây để có thể chém y của chúng ta. Lấy luôn một lượt giáp. Đánh kiểu này thì con sen này nó sẽ không quá khỏe được đâu. Rồi, xiên luôn cả ngựa chém của cái thủ Hồng Anh. Hồng Anh đang là người bán máu. Vâng, như thế này thì sen yếu lắm. Đánh kiểu này thì sen yếu nhất mùng tơi luôn. Chúng ta vẫn có dân ở gỗ để có thể đi làm vàng. Bằng y này có cả giáp rồi. Mà một được chui cả vào trong này để có thể làm ăn cơ. Vâng, thủ y hộ cũng hợp lý. Vâng, cũng hợp lý. Vâng, như vậy là ba người đang đánh cánh này. Vâng, như vậy là Seng và Cho Son đang ôm nhau. Vâng, mùa hè nóng nhưng vẫn đang ôm nhau. Đồng đội vẫn đang rót đồ liên tục để cho game thủ cầm Max C Derby. Thì kia họ có một y thủ dành cho người cầm Seng rồi. Một con ngựa chém, một con ngựa giò đang quấy ở phía bên trong và khá khó chịu. Như vậy là có cả T luôn đến từ màu 4 Long Lê Tú Xuất. Họ ôm bom là khá thốn. Vâng, ôm bom đang là khá thốn. Chúng ta thì chưa đâm được quá nhiều. Và khi mà bên kia màu 1 là người có y thủ hộ. Vâng, màu 1 có y thủ hộ. Quýt vẫn đang là người rót đồ. Đây là màn hình máy của game thủ cầm xem bên chúng ta. Đang bị Pơ rồi bạn đi vào chân lực. Và đây là màn hình máy của game thủ cầm Kata 33. Vẫn đang khỏe.
Vâng, vẫn đang khỏe, vẫn đang rót đồ được cho Mark C để cho Mark C có thể vâng tràn y. Vẫn phải để cho Mark y, Mark C này đẩy y đều. Vẫn cứ phải có y đẩy đều. Một nhà y cũng được. Vâng, tầm này kể cả một nhà y đẩy đều cũng phải đẩy. Vâng, các bạn có thể thấy không? Mark C nó quá thốn. Vâng, Sakalab vẫn chạy dân mỏ cửa mỏ gỗ đi kia. Chết sạch rồi. Vâng, chết sạch rồi. Tách một con y vào trong. Quá hay luôn. Vâng, Mark C các bạn có thể thấy nó phá chiến thuật là nó khủng khiếp như thế nào. Nó thốn như thế nào. Nó đau ra làm sao. Cứ y chảy đều về thôi. Vâng, ăn và thủ dành cho đối phương thì chả làm cách nào khác được. Cực kỳ thốn. Siêu siêu thốn. Bởi vì sớm hay muộn thì nó cũng sẽ fit. Sớm hay muộn thì nó cũng sẽ fit dần theo thời gian. Cặp kia bên này Tam Ai vẫn đang ổn. Vâng, vẫn đang khỏe, vẫn đang bơm đồ. Vâng, xi măng cũng đang ổn. Anh em đâu rồi? Dồn tất tay thực cho màu 7 nào. Vâng, dồn tất tay thực cho màu 7. Cứ màu 7 hai y chảy đều như thế này thì đội bạn không thể cưỡng lại được. Vâng, cứ hai y chảy đều như thế này thì cưỡng làm sao được đây. Sang Club thì vừa chết một tơn, hai tơn dân ở hai mỏ gỗ. Vâng, tụ lại tí đã. Tụ lại tí đã. Vâng, đấy là làm quả giáp 4 để cho nó chất anh ạ. Làm quả giáp 4 để cho nó chất. Vâng, thích thì mình lên cả giáp 4 để mình đâm chơi sòng phẳng với cả y của cho son thì xoắn cái gì. Vâng, y bên đội bạn chính xác y chúng ta là y giáp 4 rồi. Vâng, đồng đội bơm nhồi như nhồi. Vâng, như nhồi bột. Còn bắt cả lên cả cái vâng cả cái công 4 nữa. Khổ. Vâng, đồng đội bơm nhiều đồ quá. Đồng đội bơm nhiều đồ qua, y cứ thế này mà chảy thôi. Nhiều khả năng kèo đấu của chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Với tỷ số là 3-0 VC và như vậy là đội bạn quýt rồi. Vâng, 3-0 C này và 3-0 VC đó là kết quả dành cho một ngày thi đấu thăng hoa đến từ các game thủ của chúng ta. 3-0. Vâng, 3-1 và 3-2. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi và ủng hộ cho Hoàng Mai Nhi cũng như là cho team Hà Nam cộng Tuti ngày hôm nay. Đánh rất hay. Và các bạn có thấy là cái con Mark C nó phá chiến thuật kinh khủng khiếp. Vâng, y nó cứ thế, nó hai y nó chảy đều, nó dồn vào không thể thở nổi dành cho màu hai. Mặc dù là có một y của game thủ Hồng Anh, chiến thuật của đội bạn là cũng chuẩn khi mà có y thủ hộ chui vào trong này để có thể làm ăn cùng, nhưng thế thôi vẫn là chưa đủ. Vâng, như vậy thế thôi là chưa đủ dành cho đối phương. Hai y của Mark C chiêng đồng ba giáp 4 nó đẩy quá khủng khiếp. Đồng đội thì bên kia phô thì vâng xử lý nhanh con pơ Katha thì chả ai đánh khi mà cho son đứng thủ chân lực cho game thủ cầm xèng. Vâng, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi và ủng hộ nhá. Hẹn gặp lại anh em ở page của game thủ Hoàng Mai Nhi vào lúc 19 giờ tối nay. 19 giờ tối nay trên page của game thủ Hoàng Mai Nhi, cuộc đối đầu giữa Hoàng Mai Nhi và N1. Hẹn gặp lại anh em. Tạm biệt tất cả mọi người.